rể quý trời cho. Chương 1101, chấp niệm. Lâm Thanh Diện nhìn đại sảnh ý chí, anh hít sâu một hơi rồi đi vào bên trong. Con rối ấy không can thiệp, xem ra tác dụng của nó chỉ là phụ trách giải thích cho những người đến đây mà thôi. Lâm Thanh Diện vừa đặt một chân lên sàn đại sảnh ý chí, gần như trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự thay đổi ở xung quanh mình, giống như có thứ gì đó nặng ngàn cân đang đè lên người anh, suýt nữa đã khiến cho anh ngã nhào xuống mặt đất. Anh đạp một chân vào đại sảnh ý chí, luồng trọng lực vô hình bao phủ quanh người, cảm giác nhẹ nhàng trước kia đã biến mất. Mặc dù trông đại sảnh ý chí không lớn, quá lắm cũng khoảng chừng 100 mét mà thôi, thế nhưng dưới sự bao quanh của trọng lực này, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy 100 mét hơi dài. Anh thử bước về trước một bước, thế nhưng lại nhận ra dưới tác dụng của trọng lực, bản thân mình không hề tiến lên thêm một bước nào cả. Có thế nào thì anh cũng không ngờ mình chỉ vừa đứng lên, không ngờ lại phải đối đầu với trọng lực đáng sợ như thế. Lẽ nào trong mắt chủ nhân căn phòng này, ngay từ ban đầu ý chí của người bình thường phải mạnh mẽ như thế sao? Có điều nếu như đã đứng ở đại sảnh ý chí, thế thì không có lý do nào để rút lui cả. Anh cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân, ánh mắt trở nên kiên định hơn nhiều, rồi sau đó, anh bước đi từng bước nhỏ. Lâm Thanh Diện thử dùng sức lực trong cơ thể mình để đối chọi với trọng lực đang đè nặng trên người anh, nhưng không có hiệu quả gì cả, có thể nhận ra quả nhiên giống như con rối, muốn vượt qua bằng thực lực là chuyện không thể nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ có thể dựa vào ý chí của mình rồi đi về phía trước. Càng vào sâu thì trọng lực trong đại sảnh ý chí càng đè nặng lên người, bởi thế Lâm Thanh Diện đi từng bước nhỏ về phía trước, không hề nhẹ nhàng chút nào. Mà tương phản, mỗi một bước tiến về phía trước càng đau đớn hơn vài phần. Trong tình huống như thế, bản năng của con người kêu gọi anh từ bỏ, dù gì chỉ cần từ bỏ thì mới có thể cảm thấy thoải mái. Tất nhiên Lâm Thanh Diện sẽ nảy sinh cảm giác như thế này, nhưng trong lòng anh biết rõ. Một khi anh từ bỏ thì sẽ không còn cách nào giúp Hứa Bích Hoài tìm thấy thuốc giải nữa, cả đời này mình cũng sẽ không được gặp lại cô ấy. Bởi thế anh không thể bỏ cuộc, cũng không thể nào bỏ cuộc được. Vì niềm tin này, Lâm Thanh Diện mới có thể giúp bản thân mình tiến về phía dưới trọng lực càng lúc càng nặng nề. Cùng lúc đó, ở lối vào đại sảnh ý chí, người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thanh Diện đang bước đi trong đại sảnh ý chí một cách khó nhọc. Ánh mắt ông ta khác hẳn ban nãy. Lúc trước chỉ là một con rối không có bất kỳ tình cảm nào, mà bây giờ, không ngờ ánh mắt ông ta lại sáng lấp lánh. Đã nhiều năm nay như thế, xem như đã có một thằng nhóc đến đây. Vào lúc này, có giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai ông ta. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về hướng ấy, một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, nhan sắc đẹp đẽ, có thể nói là người đẹp tuyệt trần, không biết đã đến bên cạnh ông ta từ lúc nào. Mặc dù ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy có cảm xúc, thế nhưng gương mặt ông ta vẫn vô cảm, ông ta nói, đúng là đã nhiều năm rồi, nếu cậu ta không xuất hiện thì bây giờ tôi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Người phụ nữ ấy lập tức bật cười, nhưng trông thằng nhóc ấy có vẻ không ổn, chỉ có thực lực trúc cơ đỉnh phong, vẫn còn kém xa. Đại sảnh ý chí kiểm tra ý chí của con người, không liên quan gì đến thực lực cả, một người có ý chí kiên định thì sẽ có cơ hội vượt qua. Hồi xưa chủ nhân thiết kế thử thách này cũng vì miễn cho có người tìm đến nơi này rồi, thế nhưng do thực lực quá yếu ớt mà không vào được. Chủ nhân để lại nơi này là để tìm người thừa kế, để tìm được người thừa kế, ông ấy đã để lại số lượng lớn truyền thừa ở lại nơi này, bởi thế cho dù người tìm đến đây không có thực lực thì cũng vẫn có thể tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân. Người đàn ông trung niên lên tiếng nói. Người phụ nữ xinh đẹp bật cười rồi nói, theo như tôi thấy, chắc hẳn cậu ta không thể đi được bao xa đâu. Nếu như ý chí của cậu ta thật sự mạnh mẽ thì sẽ không đi lâu như thế, mới bước được tầm 10 mét thôi. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn người phụ nữ ấy rồi hỏi, cô muốn chủ nhân không có người thừa kế đến vậy kia à? Cô ta bật cười rồi đáp, chẳng qua tôi chỉ là con rối do chủ nhân tạo ra mà thôi, mặc dù có suy nghĩ riêng của mình, nhưng vĩnh viễn sẽ luôn trung thành với chủ nhân, ý chí của chủ nhân chính là ý chí của tôi, làm sao tôi lại mong chủ nhân không có người thừa kế cho được? Chẳng qua tôi chỉ nói thật theo tình hình của cậu ta mà thôi. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta nói, suy nghĩ của tôi và cô khác nhau, mặc dù tốc độ của cậu ta chậm chạp, thế nhưng tôi có thể nhìn thấy một từ mà chủ nhân từng nói hồi ấy trong ánh mắt của cậu ta. Từ gì, người phụ nữ ấy nổi hứng thú. Cố chấp, người đàn ông trung niên đáp, ánh mắt cậu ta chứa đựng sự cố chấp rất sâu, hồi xưa chủ nhân từng nói,
người nào có chứa đựng thứ này trong mắt thì có thể sáng tạo ra vô số khả năng. Người phụ nữ ấy bật cười rồi nói, chẳng qua chỉ là một từ chủ nhân dùng để lừa gạt ông mà thôi. Hồi xưa chủ nhân cũng có chấp niệm sâu sắc, tiếc là cuối cùng. Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt của cô ta trở nên ảm đạm. Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Lâm Thanh Diện bước về điểm cuối trong đại sảnh ý chí. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang vất vả trong đại sảnh ý chí, tất nhiên không biết con rối như người sống kia trở nên bình thường vô cùng, hơn nữa ở nơi này còn có đến tận hai con rối. Hai con rối ấy chẳng khác nào người bình thường cả, nếu như Lâm Thanh Diện nhìn thấy trạng thái hiện tại của họ, chắc chắn anh sẽ nghĩ bọn họ đều là người bình thường. Mà giống như những gì người đàn ông ấy nói, trong lòng Lâm Thanh Diện có chấp niệm, anh không thể nào bỏ mặc Hứa Bích Hoài được, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc kia chứ. Bởi thế mặc dù anh đi chậm, thế nhưng anh vẫn không ngừng bước, anh vẫn luôn dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để đối chọi với trọng lực. Sau một ngày một đêm, Lâm Thanh Diện đã mệt nhoài, bây giờ anh chỉ còn cách đích đến một bước nữa thôi. Tế bào toàn thân của anh đang khuyên nhủ anh, kêu anh bỏ cuộc, anh đã không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa, bây giờ cơ thể của anh đang run rẩy, chỉ cần thở ra một hơi thôi, trọng lực khủng khiếp trên người sẽ nghiền nát anh thành cho bụi. Anh thật sự muốn bỏ cuộc. Bởi vì khó khăn quá, cho dù chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thì đối với anh cũng khó như đi lên trời vậy. Nhưng suy nghĩ bỏ cuộc vừa mới xuất hiện, bóng dáng Hứa Bích Hoài nằm trên giường đã xuất hiện trong đầu óc anh. Nghĩ đến việc Hứa Bích Hoài còn đang bị thuốc độc giày gò, anh không thể nào bỏ cuộc được. Anh cắn răng, dùng hết sức lực trong cơ thể mình, cuối cùng cũng bước hết bước cuối cùng. Trọng lực khủng khiếp ấy biến mất ngay lập tức, Lâm Thanh Diện ngã xuống mặt đất như thể không có xương cốt. Anh chìm vào trong giấc ngủ sâu. Người phụ nữ ấy nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta nở nụ cười châm chọc rồi lẩm bẩm với mình, không ngờ thằng nhóc ấy lại có thể vượt qua đại sảnh ý chí, thật khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều không biết đến ải của tôi thì cậu ta còn có thể chịu đựng nổi hay không. Sau khi nở nụ cười trêu chọc, người phụ nữ xinh đẹp ấy xoay lưng bỏ đi. Chương 1102, đại sảnh dục vọng. Không biết bao lâu sau, Lâm Thanh Diện bừng tỉnh từ giấc mơ, nhìn thấy mình đã nằm trong cuối đại sảnh ý chí, xung quanh tối om om, anh cầm đèn pin ở bên cạnh lên, sau khi bật đèn mới nhìn thấy đúng là mình đã vượt qua đại sảnh ý chí, anh bèn thở phào một hơi. Không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, Lâm Thanh Diện vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bên trên có hiển thị ngày tháng đơn giản, sau khi nhìn thử thì anh mới biết mình đã ngủ ở đây được 2 ngày rồi. Anh vội vàng bò dậy từ dưới mặt đất. Bởi vì đã lâu rồi chẳng ăn uống gì, bởi thế anh vội vàng lấy miếng bánh quy và nước trong túi ra, bổ sung năng lượng. Nhớ lại trọng lực đáng sợ của đại sảnh ý chí, Lâm Thanh Diện dùng mình sợ hãi, nhất là khoảng cách gần cuối, mỗi một bước đi đều khiến cho anh muốn nộp mạng mình cho Diêm Vương. Cảm giác ấy đau đớn quá mức, khiến cho anh không còn thiết sống. Nếu không có niềm tin giữ cho mình vững vàng, anh đi được 2/3 đoạn đường là đã muốn bỏ cuộc. Dù gì bây giờ có đánh chết thì cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đáng sợ ấy một lần nào nữa. Nếu như còn thêm một lần, chắc chắn anh sẽ bị trọng lực đáng sợ ấy nghiền nát. Bởi thế bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn nào nữa cả, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Thanh Diện đứng lên từ dưới mặt đất, cầm đèn soi dọi về con đường ở phía khác, phát hiện con rối ấy đã biến mất rồi, không biết đã đi đâu nữa. Anh quay người, nhìn con đường tối om trước mắt. Nơi này cũng rông giống với con đường mà anh đến ban nãy, không biết nếu đi tiếp thì có đụng phải nơi nào giống như đại sảnh ý chí nữa hay không. Sau khi điều chỉnh lại tâm lý của mình, Lâm Thanh Diện hoạt động cơ thể, khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn, rồi sau đó tiếp tục lần theo con đường đi về phía trước. Đại khái chừng 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Thanh Diện lại nhìn thấy chút ánh sáng. Nhưng so với ánh sáng xanh xanh của đại sảnh ý chí, ánh sáng đằng trước trông càng có vẻ mờ ám. Anh ôm tâm trạng tò mò tiếp tục đi về phía nguồn sáng, phát hiện đại sảnh lớn, có điều trên vách tường của đại sảnh này lại thắp rất nhiều ngọn nến, trên mỗi ngọn nến đều có cái chụp màu đỏ, khiến cho cả đại sảnh rực rỡ sắc đỏ. Nếu như ở thế giới bên ngoài, Lâm Thanh Diện còn có thể cảm thấy thật mờ ám, nhưng ở nơi này, anh chỉ cảm thấy u ám. Thường thì khi xuất hiện ánh sáng này trên TV, cũng cách nữ quỷ không xa nữa rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Thanh Diện nhớ đến con đường đi vô cực tông của mình, gặp phải nữ quỷ mặc áo đỏ, cũng không biết rốt cuộc lai lịch của nữ quỷ áo đỏ ấy thế nào. Lâm Thanh Diện lắc lắc đầu, không nghĩ đến những thứ lung tung ấy nữa,
Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn quanh quất xung quanh, muốn xem có phải nơi này cũng có một con rối hay không. Quả nhiên, lúc Lâm Thanh Diện nhìn ráo rác bốn phía, chợt ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, Lâm Thanh Diện cảm thấy có một tấm vải lướt trên mặt Lâm Thanh Diện, rồi sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Người phụ nữ ấy ăn mặc hở hang, nhan sắc quyến rũ, Lâm Thanh Diện nhìn cô ta đến ngẩn ngơ. Anh vội vàng lấy tấm vải trên đầu mình xuống, rồi sau đó nhét vào tay người phụ nữ ấy, xin lỗi, đồ của cô rơi rồi. Đồng thời, trong lòng của anh cũng dậy lên cảm giác ngờ vực, lẽ nào một người phụ nữ quyến rũ như thế này mà cũng là con rối sao? Sau khi xuất hiện trước mắt Lâm Thanh Diện, cô ta cũng không có động tĩnh gì, ánh mắt chẳng chứa đựng chút cảm xúc, giống y hệt với người đàn ông trung niên mà Lâm Thanh Diện đã gặp hồi ban nãy. Anh thầm hiểu rõ mình phải thể hiện muốn đi vào trong đại sảnh, thì con rối này mới phản ứng, thế là sải chân đi lên trước một bước. Vào lúc này, người phụ nữ ấy nhào vào lòng Lâm Thanh Diện như thể người sống, làn gió thơm ngát phả vào mũi anh, cộng thêm vóc dáng đáng kiêu ngạo của người phụ nữ ấy nữa, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không kiềm chế được mà vươn tay ôm cô. Thế nhưng Lâm Thanh Diện không làm như thế, cảnh tượng đột ngột này khiến cho Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, người phụ nữ này đúng là quyến rũ thật, nhưng từ trước đến nay Lâm Thanh Diện chỉ chung tình với một mình Hứa Bích Hoài. Bởi thế cho dù người phụ nữ này có quyến rũ hơn đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nảy sinh chút hứng thú nào cả. Anh chỉ cảm thấy chắc chắn có trò lừa đảo trong này. Anh vội vàng lùi về sau vài bước, nhìn người phụ nữ ấy với vẻ cảnh giác, đề phòng hành động đột ngột của cô ta. Người phụ nữ ấy thấy Lâm Thanh Diện không ôm mình vào lòng, cô ta lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngại ngùng, anh ơi, anh có muốn vào nơi này không? Lâm Thanh Diện thấy rùng rợn. Thầm nghĩ không ngờ con rối này lại giống người thật như thế, hơn nữa vẻ mặt thái độ còn giống y như vậy, chắc chắn đây là con rối tuyệt đỉnh. Nhưng mà anh không hề nói suy nghĩ trong lòng mình ra mà chỉ gật gật đầu với cô ta. Người phụ nữ ấy bật cười rồi nói, đằng trước là đại sảnh dục vọng, tên sao thì nội dung y như vậy, đại sảnh này dùng để kiểm tra dục vọng của con người. Sau khi đi vào trong đại sảnh, mỗi một dục vọng của anh đều sẽ biến thành lưỡi đao gió, sượt ngang qua người anh. Mặc dù lưỡi đao gió này là giả, cơ thể anh sẽ không bị tổn thương gì cả nhưng cảm giác của anh lại là thật. Dục vọng càng mạnh thì sức mạnh của lưỡi đao gió càng mạnh, nỗi đau khổ mà anh phải chịu cũng sẽ sâu sắc hơn. Nếu như muốn vượt qua đại sảnh dục vọng, chỉ có thể khiến cho lòng mình không còn tạp niệm, không nảy sinh bất cứ hứng thú gì với thế giới bên ngoài. Nhưng những ngọn nến trên tường có tên là nến tâm hồn, ngọn nến ấy sẽ khuếch trương dục vọng trong lòng anh, dưới tác dụng của ngọn nến. Thất tình lục dục trong lòng anh sẽ được đẩy lên đến cực hạn. Nếu như anh không thể khống chế dục vọng trong lòng mình, cuối cùng sẽ biến mất trong đại sảnh dục vọng, bị lưỡi đao gió chém nát linh hồn. Xin hỏi anh có còn muốn tiếp tục nữa hay không? Lâm Thanh Diện bật cười, nếu như bây giờ bày ra trước mặt anh là thử thách khác, có lẽ Lâm Thanh Diện sẽ sợ hãi, nhưng nếu như kiểm tra dục vọng của mình thì Lâm Thanh Diện chẳng thấy lo lắng gì cả. Lúc anh bị cả thành phố xem là đồ vô dụng, anh đã rèn luyện tâm tính của bản thân ôn hòa như dòng nước, trên đời này, đã không còn bất kỳ cám dỗ nào có thể mê hoặc anh cả. Anh là một người lý trí, cho dù dục vọng có lớn đến mức nào thì anh cũng có thể biết rõ rốt cuộc mình muốn làm gì. Bởi thế, đối với anh, bài thử thách này giống hệt như tặng không vậy. Anh mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp ấy rồi nói tiếp tục. Chương 1103, khác thường ắt có quỷ. Người phụ nữ ấy lập tức làm tư thế mời với Lâm Thanh Diện rồi nhường đường cho anh. Lâm Thanh Diện không hề do dự mà bước thẳng vào trong đại sảnh dục vọng. Gần như trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được dục vọng trong lòng mình bắt đầu trở nên điên cuồng, cùng lúc đó, một ngọn gió vô hình xuất hiện bên cạnh anh, cắt lên da thịt của anh. Ngọn gió ấy cắt lên da thịt anh nhưng lại không có bất kỳ vết thương nào cả, thế nhưng Lâm Thanh Diện lại cảm thấy đau thấu xương, anh cảm thấy cả linh hồn của mình đang run rẩy. Anh hít sâu một hơi, cố gắng ép mình tập trung tinh thần, kiềm chế những dục vọng đang nảy sinh trong lòng mình xuống. Những ngọn đao gió vô hình ấy nhỏ đi nhiều, cứa lên người Lâm Thanh Diện cũng không làm anh thấy đau cho mấy. Đúng là những ngọn nến trong đại sảnh này khuếch đại dục vọng trong lòng anh, nhưng ý chí của Lâm Thanh Diện lại kiên định, đồng thời hiểu rõ bản thân mình muốn gì, bởi thế muốn khống chế dục vọng này xuống mức thấp nhất lại chẳng phải là việc gì khó. Anh từng bước đi sâu. Mặc dù thỉnh thoảng ngọn gió ấy vẫn chém lên người anh, thế nhưng tất cả vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh. Người phụ nữ ấy đứng trước cửa vào, thấy Lâm Thanh Diện ấy đi nhanh như thế, hơn nữa dường như chẳng mấy đau khổ thì phải,
gương mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào thằng nhóc này trẻ tuổi như thế mà đã đến cảnh giới đạm bạc như nước rồi à? Dường như ngọn gió ấy hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với anh vậy. Người phụ nữ ấy nhìn Lâm Thanh Diện đang đi trong đại sảnh dục vọng, cô ta lẩm bẩm với mình. Vào lúc này, người đàn ông trung niên cũng đứng ở bên cạnh cô ta, cười cười rồi nói, cô cảm thấy cậu ta là một người không có sức bền đúng không? Cậu ta còn chưa đi vào trong đại sảnh dục vọng mà cô đã muốn quyến rũ cậu ta rồi. Điều khiến tôi không ngờ nhất là cậu ta lại không bị cô quyến rũ, có lẽ đây là lần cô thất bại thảm hại nhất sau khi được chủ nhân tạo ra chứ gì. Người phụ nữ ấy nghe người đàn ông trung niên nói thế, gương mặt cô ta toát ra vẻ oán hận, trong hoàn cảnh như thế này, phản ứng đầu tiên của người bình thường chắc chắn là tránh né, cậu ta không phải là đồ ngu ngốc, đương nhiên sẽ không mắc bẫy rồi. Tôi có thể hiểu rằng cô đang tìm cái cớ cho mình không? Người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi. Người phụ nữ ấy hừ lạnh rồi nói, cái đồ đầu gỗ, ông thì biết cái gì, chẳng qua trước kia tôi chỉ thử lòng cậu ta thôi, nếu như đến ải của tôi mà cậu tôi còn không vượt qua được thì không cần phải thử thách tiếp nữa. Chẳng qua là tôi muốn tiết kiệm thời gian mà thôi, không ngờ định lực của thằng nhóc này lại không tệ, lại qua ải của tôi. Người đàn ông trung niên cười cười, nhìn bộ dạng của cậu ta, đối với cậu ta, chắc thử thách đại sảnh dục vọng chẳng là cái gì cả, chắc thằng nhóc này cũng đã trải qua một vài chuyện, chứ bằng không chẳng thể nào khống chế dục vọng của mình tốt như thế. Người phụ nữ ấy bĩu môi, sốt ruột cái gì, chẳng qua đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, hơn nữa, thử thách tôi dành cho cậu ta vẫn còn chưa kết thúc đâu. Người đàn ông trung niên sững sờ rồi hỏi, cô còn thử thách cậu ta cái gì nữa? Người phụ nữ ấy bật cười, trong thất tình lục dục của con người, khó kiềm chế nhất là tình dục, đây là bản năng của con người, trừ phi cậu ta có vấn đề gì, chứ bằng không dưới tác dụng của nến tâm hồn, người đàn ông có lạnh lùng hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ nảy sinh ham muốn với người khác. Đến khi ấy tôi sẽ đích thân ra mặt, tôi không tin thằng nhóc này có thể khống chế được. Sau khi nói dứt lời, gương mặt cô ta trông có vẻ rất quyến rũ, cảm giác đẹp đẽ hấp dẫn ấy có thể khiến cho tất cả người đàn ông trên đời này điên cuồng. Rõ ràng người đàn ông trung niên này không ngờ cô ta sẽ tiếp tục thử thách Lâm Thanh Diện, có điều ông ta cũng không nói gì nữa, đây cũng được xem như là sự thử thách mà chủ nhân đã thiết kế, nếu như Lâm Thanh Diện không chịu nổi, thế thì cũng chỉ có thể nói cậu ta không đủ tư cách. Lâm Thanh Diện đi được một nửa đại sảnh dục vọng, sau khi trải qua các buổi lễ rửa tội của dục vọng trong lòng anh càng lúc càng bành trướng, ngọn nến tâm hồn ấy khiến cho anh nhìn thấy huyễn cảnh, đó là khát vọng lớn lao nhất trong số những cơn dục vọng của mình. Ngọn nến tâm hồn khiến cho Lâm Thanh Diện tưởng rằng dục vọng của mình đã hóa thành thật, bởi thế, anh sẽ quên mất khống chế dục vọng của mình, khiến cho sức mạnh của ngọn gió vô hình mỗi lúc một mạnh hơn. Có điều ý chí của Lâm Thanh Diện kiên cường, mỗi một lần nến tâm hồn công kích, anh đều có thể gánh đỡ nổi. Cho dù là vinh hoa phú quý hay quyền lực khuynh đảo thiên hạ, Lâm Thanh Diện đều có thể phớt lờ. Mà lúc này, Lâm Thanh Diện đang trải qua kiếp nạn cuối cùng trong thử thách dục vọng, tình dục. Một khi cảm giác ấy xuất hiện, Lâm Thanh Diện bèn cảm thấy người mình khô nóng, rồi sau đó, rất nhiều người phụ nữ quyến rũ xuất hiện trước mặt anh, ngoắc ngoắc tay với anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm Thanh Diện lập tức cười lạnh. Dục vọng mà anh khống chế tốt nhất chính là tình dục, bởi thế đối với anh, những hình ảnh này không hề có bất cứ hiệu quả nào cả. Trong lòng anh chỉ có một mình Hứa Bích Hoài mà thôi, bởi thế những người phụ nữ khác không hề khiến cho Lâm Thanh Diện nảy sinh ra chút suy nghĩ nào. Bây giờ Hứa Bích Hoài còn đang bị độc dược dày vò, Lâm Thanh Diện càng không có tâm trạng để ý đến những thứ này. Bởi thế anh mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng, tốc độ đi đường cũng trở nên nhanh chóng hơn. Vào lúc này, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến mất mà thay vào đó mà một khoảng trắng, một bóng người loáng thoáng xuất hiện trong lớp sương mù trắng ấy, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn thử, nhìn thấy một cô gái xuất hiện trước cửa. Bây giờ trông cô ta có vẻ rất quyến rũ, chỉ mặc lớp vải mỏng, để đường nét đẹp đẽ trên người lộ ra hết tất cả. Cô gái ấy chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, ánh mắt đong đầy vẻ cám dỗ, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã không thể rời tầm mắt được. Dù Lâm Thanh Diện kiên định đến mức nào đi chăng nữa, lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh cảm thấy hơi lung lay, mặc dù anh không muốn, thế nhưng cơ thể của anh lại không nghĩ như thế. Cộng với tác dụng của nến tâm hồn, Lâm Thanh Diện cũng nhìn người phụ nữ ấy chăm chú, anh bắt đầu nuốt nước miếng. Người phụ nữ ấy nở nụ cười khiêu khích, rồi sau đó, cô ta xà vào lòng anh, lần này Lâm Thanh Diện không tránh né mà ôm cô ta vào lòng mình. Người phụ nữ ấy chớp chớp mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Cô ta thì thầm vào tai anh, đến đi.
Một ngọn gió cực mạnh dần dần hình thành xung quanh Lâm Thanh Diện, ngọn gió ấy chém lên người anh, chỉ e rằng linh hồn của Lâm Thanh Diện sẽ tan biến trước cơn gió này. Đột nhiên Lâm Thanh Diện ý thức được một điều, những thứ anh nhìn thấy ở đại sảnh dục vọng chỉ là ảo giác mà thôi, sao lại có một người phụ nữ chân thật như thế này ở đây? Thứ gì lạ thường ắt có điều quỷ quái. Lâm Thanh Diện bừng tỉnh ngộ, anh không thể làm ra chuyện có lỗi với Hứa Bích Hoài. Bởi thế anh lập tức đẩy cô gái ấy xuống mặt đất ngay, rồi sau đó, vội vàng bước về phía trước, đứng ở điểm cuối trong đại sảnh dục vọng. Chỉ là một con yêu tinh mà cũng muốn quyến rũ tôi sao, lẽ nào cô tưởng tôi chưa từng xem thiếu nữ u hồn à? Chương 1104, thử thách cuối cùng. Người phụ nữ ấy ngã xuống trên mặt đất, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt sững sờ, ban nãy cô ta còn tưởng rằng mình đã quyến rũ Lâm Thanh Diện thành công rồi kia chứ. Thật không ngờ rằng Lâm Thanh Diện đột ngột vứt cô ta xuống mặt đất, vội vàng đi ra ngoài. Hơn nữa cô ta tuyệt đối không ngờ cảnh tượng mình quyến rũ Lâm Thanh Diện, thật ra rất nhiều bộ phim điện ảnh khác đã diễn vài trăm lần rồi, cho dù Lâm Thanh Diện chưa xem hết toàn bộ thì cũng đã xem được 1/10. Mà nhiều đây cũng đã đủ để cho anh này sinh lòng cảnh giác. Bởi thế cô ta mới quyến rũ thất bại. Chắc chắn cô ta không thể ngờ thứ đánh bại cô không phải là ý chí của Lâm Thanh Diện mà lại là sức tưởng tượng lớn trong các bộ phim điện ảnh. Sau khi đi đến cuối cùng, Lâm Thanh Diện thở phào một hơi, cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng. Nếu như không phải vì thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này trong phim điện ảnh, khiến cho anh cảm thấy kỳ quặc từ tận bản năng, có lẽ anh thật sự sẽ bị cô gái ấy cám dỗ. Bây giờ tưởng tượng đến cảnh tượng ban nãy, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi lưu luyến. Anh quay đầu nhìn lại sau lưng mình, không ngờ người phụ nữ ấy còn ngồi trên mặt đất nhìn mình một cách ngỡ ngàng, trong lòng anh lập tức cảm thấy rùng rợn. Ban nãy anh cứ tưởng cô gái ấy chỉ là ảo giác mà thôi, không ngờ cô ta lại là người thật. Lẽ nào ban nãy anh thật sự có xúc cảm, lẽ nào con rối trong con đường này lại cao cấp đến thế, không ngờ còn chủ động thử thách mình. Hơn nữa bây giờ người phụ nữ ấy còn nhìn mình với ánh mắt oán hận. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện không khỏi nghi ngờ vì mình vượt qua thử thách của cô ta, bởi thế nên cô ta mới cảm thấy mất mặt. Cô ta sẽ không cảm thấy tức giận, dứt khoát khử mình luôn đấy chứ. Con rối trong con đường này là thứ mà Lâm Thanh Diện không dám đụng đến, anh không nghĩ rằng mình có thể sống sót dưới bàn tay của cô ta. Cô, vẫn ổn chứ? Mặc dù cảm thấy đối phương là một con rối, thế nhưng Lâm Thanh Diện vẫn lịch sự hỏi han cô ta. Đến bây giờ người phụ nữ ấy mới sực tỉnh táo lại, cô ta lồm cồm bò từ mặt đất lên, bước về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấp thỏm bất an, sợ cô gái này đột ngột ra tay với mình. Thiếu nữ u hồn là cái gì? Cô gái ấy đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cất tiếng hỏi anh. Cô ta không hiểu vì sao mình không thể quyến rũ được Lâm Thanh Diện, chắc hẳn nguồn gốc của mọi chuyện có liên quan đến thiếu nữ u hồn mà Lâm Thanh Diện đã nói. Lâm Thanh Diện vội vàng giải thích, đó là một bộ phim điện ảnh, có tình tiết gần giống với cô ở trong đó. Sau khi nói dứt lời, anh còn nhìn người phụ nữ ấy rồi vội vàng rời mắt đi. Cô ta vừa mới bò dậy từ dưới mặt đất, bởi thế còn chưa kịp thay đồ. Phim điện ảnh, đó là cái gì? Cô ta thắc mắc. Lâm Thanh Diện ho khẽ hai tiếng rồi nói, đó là một loại kỹ thuật vẽ tranh, còn cụ thể thì tôi không tài nào giải thích với cô nổi. Hay là cô mặc đồ vào trước đi. Người phụ nữ ấy mới ý thức được rằng mình vẫn còn chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh, cô ta vẫy tay, một bộ quần áo gợi cảm khác lập tức hiện lên trên người. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, anh không ngờ con rối này lại ghê gớm như thế, chỉ trong chớp mắt thôi mà đã thay đồ xong rồi. Người phụ nữ ấy trở nên bình thường, không tiếp tục để tâm đến việc mình có quyến rũ Lâm Thanh Diện thành công hay không nữa, dù gì rốt cuộc cũng có người vượt qua thử thách mà chủ nhân để lại rồi. Cho dù thuật cám dỗ của cô ta có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa chỉ chắc chắn vẫn sẽ có người chống lại được, không có gì đáng để suy nghĩ nhiều cả. Cậu giỏi lắm, đã vượt qua được 2 thử thách rồi, bây giờ còn sót lại một thử thách cuối cùng, chỉ cần cậu vượt qua được thử thách này thì có thể đến được khu vực trung tâm. Người phụ nữ ấy nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thở phào một hơi, xem ra cô ta không hề có ý định ra tay với mình. Không biết thử thách cuối cùng là cái gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Người phụ nữ ấy giơ tay chỉ vào trong một con đường rồi bảo, thử thách cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi con đường này thôi, chỉ cần cậu vượt qua thì xem như đã chiến thắng. Lâm Thanh Diện nhíu mày, thầm nghĩ thử thách cuối cùng sẽ không đơn giản như vậy đâu chứ, lẽ nào người phụ nữ này thấy mình vượt qua ải của cô ta nên mới giảm độ khó à? Đương nhiên anh biết chắc chắn việc tốt đẹp như thế sẽ không rơi xuống người mình.
bởi thế chắc chắn con đường cuối cùng không đơn giản như những gì anh nghĩ. Thế cô có thể tiết lộ đôi chút cho tôi được hay không, có nguy hiểm gì ở trong con đường này thế? Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Con đường cuối cùng được gọi là đường luân hồi, còn về phần nguy hiểm ấy à, chẳng có đâu, nhưng nếu như muốn bước ra lại không dễ dàng, nội dung cụ thể thế nào chỉ có thể trông chờ vào cậu. Người phụ nữ ấy nói với Lâm Thanh Diện một câu rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thanh Diện mờ mờ mịt mịt, người phụ nữ ấy chỉ nói cho anh biết con đường này tên là đường luân hồi, nhưng lại không nói con đường này sẽ làm cái gì, hơi phiền phức rồi đây. Nhưng đã có kinh nghiệm từ hai thử thách trước, trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, tác dụng của con đường này có liên quan rất lớn đến cái tên của nó, lẽ nào sau khi bước vào trong con đường này thì anh sẽ tiến vào luân hồi. Chẳng phải thế mình sẽ phải đầu thai một lần nữa sao? Đương nhiên rồi, chắc chắn tình hình bên trong không giống với những gì mình tưởng tượng ra, nếu như đi vào con đường phía trước thì có thể đầu thai một lần nữa, thế thì sợ rằng chủ nhân của nơi này chính là Chúa Sáng Thế rồi. Nhưng có thể xác định một điều, sự nguy hiểm trong con đường này không liên quan đến thực lực của anh, hai thử thách lần trước đã khiến cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ rồi, chắc hẳn chủ nhân ở nơi này muốn tìm một người có ý chí mạnh mẽ chứ không phải là một người có thực lực cao cường. Bởi thế, chắc hẳn thử thách cuối cùng có liên quan đến giá trị nội tại của mình. Nhưng chắc chắn không tài nào đoán được con đường này được dùng để làm gì, muốn biết rõ thì chỉ có thể đi vào trong đó mà thôi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, sau khi nhìn con đường trước mặt một lúc, anh sải chân bước vào trong. Vào lúc này, người đàn ông trung niên và người phụ nữ đều đứng trước cửa, nhìn vào bên trong. Ông nói xem cậu ta có thể vượt qua con đường luân hồi hay không. Người phụ nữ ấy hỏi. Phải xem bản thân cậu ta rồi, chủ nhân thiết kế con đường luân hồi là để kiểm tra xem người đó có thể giữ được tấm lòng ban đầu của mình hay không. Người bước vào trong con đường luân hồi sẽ luân hồi trăm kiếm, tìm kiếm cuộc đời hoàn hảo nhất trong lòng người đó. Sự đáng sợ của con đường luân hồi này ở chỗ, nó sẽ khiến cho bạn biết mình đang luân hồi, thế nhưng lại chậm rãi nuốt chửng lấy bạn, tìm kiếm cuộc đời mà mình khao khát nhất, cuối cùng đắm chìm vào trong đó, vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại. Đến lúc chủ nhân còn tại thế, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ một ai vượt qua được con đường luân hồi. Bởi vì tất cả những thứ nó mang đến cho con người quá tốt đẹp, cuộc đời của người đó đã quá hoàn hảo, thế thì cần gì phải tỉnh giấc, chịu đựng nỗi đau đớn ở thế giới hiện tại kia chứ? Chương 1105, cuộc đời hoàn hảo. Sau khi bước vào trong con đường ấy, anh bèn cảm thấy hoa mắt, rồi sau đó mới thấy mình đang ở trong kinh đô, trước mắt mình chính là nhà tổ của nhà họ Lâm. Anh đi về phía nhà tổ của nhà họ Lâm, nhìn thấy Lạc Hân và Lạc Tâm đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, lúc nhìn thấy mình, bọn họ lập tức ngừng lại, nở nụ cười tươi rói rói rồi đi về phía mình. Cũng vào lúc này, Lâm Thanh Diện mới nhận ra không ngờ mình đã quay về bộ dạng mười mấy tuổi, tất cả mọi thứ xung quanh đều là cảnh tượng lúc mình mới mười mấy tuổi đầu. Gương mặt anh toát ra vẻ bất ngờ, không biết rốt cuộc là vì sao, anh cứ ngỡ rằng tất cả mọi thứ trước mắt mình chỉ là ảo giác. Thế nhưng ảo giác này khiến cho người khác thật sự không dám tin tưởng. Anh nhớ ba mình đã mất tích vào năm ấy, cũng từ năm ấy, Lạc Hân và Lạc Tâm coi mình như cái đinh trong mắt, bắt đầu lên kế hoạch đuổi mình ra khỏi nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện nhanh chóng hòa mình vào cảnh tượng năm ấy, bây giờ anh biết mẹ mình muốn làm gì, bởi thế điều anh muốn làm nhất chính là ngăn chặn trước khi mọi chuyện xảy ra. Thế là Lâm Thanh Diện bắt đầu đối phó với kế hoạch của Lạc Tâm và Lạc Hân, triệt để trừ khử hai người bọn họ. Đồng thời nắm quyền điều hành nhà họ Lâm, không để cho mình lưu lạc đến Hồng Thành, trở thành một thằng vô dụng. Mặc dù đây là chuyện hồi ấy Lâm Thanh Diện muốn làm, nhưng sau khi hoàn thành, anh lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cuối cùng cả đời này mình cũng chỉ có thể sống trong cô độc và trống rỗng. Sau khi chết đi, anh phát hiện ra mình đã trở về con đường luân hồi, đồng thời không hề ngừng lại mà bắt đầu cuộc đời mới. Lần này anh lại trở về cái năm gặp được Hứa Bích Hoài. Vào lần đầu tiên Hứa Bích Hoài quan tâm đến anh bèn tỏ tình với cô ấy. Đương nhiên Hứa Bích Hoài không hề đồng ý, Lâm Thanh Diện bắt đầu nghĩ đủ mọi cách theo đuổi Hứa Bích Hoài, giữa chừng anh còn bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình, cuối cùng, anh đã cưới được Hứa Bích Hoài, đồng thời sự nghiệp phát triển rực rỡ, nhà họ Hứa cũng không xem anh là đồ vô dụng, anh và Hứa Bích Hoài sống cả đời hạnh phúc với nhau. Nhưng lần này anh vẫn không cảm thấy hài lòng, thường cảm thấy đây không phải là cuộc sống mà anh mong muốn. Bây giờ anh đã biết rồi, chỉ cần mình chết thì có thể bắt đầu cuộc đời mới, thế là sau khi kết hôn với Hứa Bích Hoài không bao lâu, anh bèn tự sát. Cuộc đời mới bắt đầu,
Lần này Lâm Thanh Diện quay trở lại lúc anh vừa mới vào nhà họ Hứa làm rể, anh may mắn được Lục Diên Thọ nhận làm học trò, chỉ có điều vào lúc này anh đã biết Lục Diên Thọ chính là Tần Trường Sinh, anh đã bắt đầu nảy sinh cảm giác kháng cự với Lục Diên Thọ. Lúc ấy anh vẫn còn ký ức về võ học, bởi thế anh rời khỏi Lục Diên Thọ, dựa vào ký ức của mình, nâng cấp thực lực lên đến cảnh giới hóa cảnh, rồi sau đó tìm cách giết Lục Diên Thọ, kết quả anh lại sống một đời giả dối. Rõ ràng bao nhiêu đây không thể nào khiến cho Lâm Thanh Diện hài lòng được, thế là anh lựa chọn bắt đầu cuộc đời mới. Anh định không ngừng thử nghiệm, cho đến khi tìm được cuộc đời trong mong muốn của mình mới thôi. Lâm Thanh Diện lại bắt đầu luân hồi một lần nữa, mỗi lần anh đều bắt đầu ở những thời điểm khác nhau trong đời, dựa vào ký ức của mình, bắt đầu viết lại những chuyện làm mình không vừa ý. Nhưng dù đã sống hàng trăm cuộc đời, anh cũng không tài nào xây dựng cuộc sống khiến cho mình hài lòng. Cuối cùng sau khi anh bắt đầu cuộc đời mới, về trước lúc anh lên đảo tìm kiếm thầy của mình. Lần này anh không trực tiếp đi tìm kiếm ba của mình mà trở về kinh đô, tìm thấy hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân, giết chết hai người bọn họ, rồi sau đó sắp xếp cho Hứa Bích Hoài và Nặc đến tổng bộ của chúng thần điện. Rồi sau đó anh mới lên đảo, lúc Tần Trường Sinh định đoạt xá mình, anh dựa vào kiếm trảm tiên giết chết hắn ta. Lần này Lâm Thanh Diện cảm thấy cuộc đời mình không còn bất kỳ nuối tiếc nào nữa. Anh đã giải quyết chuyện khiến cho mình hối hận nhất trong đời, Hứa Bích Hoài sẽ không bị Hạ Thiên độc đan, Tần Trường Sinh cũng chết, tất cả đều trở lại bình thường. Hơn nữa trong cuộc đời mới của Lâm Thanh Diện, người trong Thương Nguyên giới thất bại trong việc chế tạo con đường không gian, bọn họ không thể nào đến trái đất, mối uy hiếp lớn nhất của người địa cầu cũng đã được giải quyết. Lần này Lâm Thanh Diện cảm thấy cuộc đời mình thật hoàn hảo. Mặc dù trước kia đã luân hồi hàng trăm lần, anh đã thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng rốt cuộc những thay đổi ấy cũng chỉ trong quá khứ mà thôi, trong đầu anh có một ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bởi thế muốn để cuộc đời mình trở nên hoàn hảo hơn, thế thì chỉ đành thay đổi tương lai mà thôi. Lâm Thanh Diện triệt để đắm chìm vào trong cuộc đời hoàn hảo ấy. Hứa Bích Hoài không trúng độc, người trong Thương Nguyên giới không xâm phạm lãnh thổ, anh không cần phải lo lắng gì nữa, chỉ cần hưởng thụ một đời an lành với vợ con của mình. Bởi thế... anh dần dần quên mất thực ra mình đang luân hồi, anh cho rằng đây mới chính là cuộc sống thật sự, bởi vậy, anh không cần phải tỉnh lại, anh chỉ cần sống theo quỹ đạo bình thường ấy là đã đủ rồi. Tất cả đều đang diễn ra trong đầu, anh luân hồi hàng trăm lần, thế nhưng cũng chỉ mới nửa tiếng đồng hồ trong thế giới thật mà thôi. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang nằm trên mặt đất, gương mặt rất yên bình, trông giống như anh mơ thấy một giấc mộng tuyệt vời. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều lắc đầu thở dài một cách bất đắc dĩ. Xem ra cậu ta không tài nào vượt qua ải này được, bây giờ chắc hẳn cậu ta đang sống cuộc đời mà mình mong muốn, vĩnh viễn cũng chẳng tỉnh lại nữa. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Tất cả những người nằm xuống trên con đường luân hồi, chưa từng có ai tỉnh lại. Đây là kết luận mà ông ta đã rút ra qua nhiều năm nay. Nằm xuống đại diện cho triệt để trầm luân. Không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Người phụ nữ ấy cũng quay sang nhìn con đường luân hồi, cô ta nói, có lẽ chủ nhân sắp xếp con đường luân hồi ở ải thứ ba, chắc vì không muốn để những người đến đây thành công vượt qua, có ghê gớm đến đâu đi chăng nữa thì làm sao tỉnh táo nổi trước cuộc đời trong con đường luân hồi. Cuộc đời đã hoàn hảo như thế, tỉnh giấc để làm gì, giả dối cũng có sao đâu. Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của chủ nhân vào rất nhiều năm trước rồi. Hai người lắc lắc đầu, định xoay lưng rời khỏi nơi này. Người đến tiếp nhận thử thách lần này đã thất bại rồi. Nhưng vào giây phút bọn họ toan bỏ đi, một giọng nói chứa chan vẻ phẫn nộ vang lên. Thử thách rác rưởi gì thế này, vốn chẳng thể nào phá nổi cục diện này, không biết cái tên đần độn tu la ấy nghĩ gì trong đầu nữa. Vừa mới dứt lời, một ánh sáng đỏ đã bao trùm Lâm Thanh Diện đang nằm trên mặt đất, rồi sau đó, cơ thể anh lửng lờ trên không trung. Bay vút về phía cuối con đường. Chương 1106, người đàn ông thần bí. Sau khi nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên và người phụ nữ đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ trong thông đạo luân hồi lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Hơn nữa giọng nói vừa rồi cũng khiến cho bọn họ hơi khó hiểu, nơi này ngoại trừ hai người bọn họ ra thì cũng chỉ có Lâm Thanh Diện, vậy âm thanh kia phát ra từ chỗ nào? Mà trong thông đạo luân hồi bài trừ mọi sự tồn tại của ngoại lực, nói cách khác là nếu như có hai người đến để tiến hành khảo nghiệm, cho dù một người có nằm xuống ở trong thông đạo luân hồi mà người bên ngoài muốn đi vào cứu cũng không thể được. Người đi vào này cũng sẽ giống như người đầu tiên, bắt đầu tiến hành luân hồi.
trừ phi thực lực có thể mạnh hơn chủ nhân của bọn họ thì mới có thể cứu được người đã tiến vào thông đạo luân hồi ra ngoài. Mà ngay vừa rồi, một đạo hồng quang xuất hiện, trực tiếp bao trùm lên Lâm Thanh Diện, mang theo anh bay ra ngoài. Chẳng lẽ người phóng ra đạo hồng quang này còn có thực lực mạnh hơn cả chủ nhân của bọn họ? Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một cảm xúc khó nói nên lời. Nhưng bọn họ cũng không biết khi gặp phải tình huống như thế này thì nên làm cái gì, năm đó chủ nhân cũng không hề nói với bọn họ biện pháp ứng đối với tình huống này. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều mà bọn họ bận tâm, dù sao thì Lâm Thanh Diện đã vượt qua thông đạo luân hồi nên coi như là đã thông qua tất cả khảo nghiệm, đã có tư cách tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân, còn về phần anh thông qua khảo nghiệm này như thế nào thì cũng không cần hai người bọn họ quan tâm tới. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy một giây trước mình vẫn còn ở trong một cuộc sống tươi đẹp mà một giây sau anh đã nhận ra đó chỉ là mộng cảnh của anh, tiếp theo liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Anh không nhớ rõ lắm rốt cuộc mình đã trải qua những gì, chỉ nhớ là hình như mình đã nằm mơ một giấc mơ không ngừng luân hồi. Ở trong mơ, anh không ngừng thay đổi cuộc sống của mình, cuối cùng để cho mình có được một cuộc sống hoàn hảo nhất. Ngay lúc anh đang định an ổn sống cả đời này như vậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên, trực tiếp đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp. Tiếp theo nữa, chính là dáng vẻ của anh khi tỉnh dậy. Anh quay đầu nhìn xung quanh phát hiện ra mình đang ở trong một phòng khách vàng son lộng lẫy, trong căn phòng này không có lối đi đen tối mà ngược lại lộ ra vẻ sáng sủa dị thường. Hơn nữa trang trí ở nơi này có thể hình dung bằng hai chữ xa hoa, Lâm Thanh Diện nghĩ chỉ có một nơi có thể so sánh với nơi này đó chính là Hoàng Cung. Anh nhìn thấy trên tường ở đây có rất nhiều đá quý vô cùng tinh xảo. Những món đá quý này đều là bảo vật quý hiếm ở thế giới bên ngoài nhưng ở nơi này lại chỉ là một thứ vật phẩm trang sức nho nhỏ. Chẳng lẽ nơi này chính là cuối của thông đạo? Nhưng không phải mình đang tiếp nhận khảo nghiệm ở trong thông đạo luân hồi à? Vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ ở trong giấc mộng, trời xui đất khiến thế nào mình lại thông qua được khảo nghiệm, sau đó trở lại nơi này? Mang theo nghi ngờ như vậy, Lâm Thanh Diện tiếp tục nhìn quanh bốn phía, rất nhanh. Ánh mắt của anh liền rơi vào một chiếc ngai vàng trong căn phòng. Một cỗ áp lực vô hình tỏa ra từ chiếc ngai vàng kia giống như muốn làm cho cả đất trời đều phải thần phục dưới chân của nó, Lâm Thanh Diện chỉ nhìn thoáng qua mà đã sinh ra ý nghĩ muốn quỳ xuống lễ bái. Nhưng cũng may là ý chí của anh kiên định nên mới không để cho thân thể của mình làm theo phản ứng của bản năng. Nếu là người có ý chí hơi yếu kém một chút thì khi nhìn thấy cái ngai vàng này chắc chắn sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong lòng anh sinh ra một tia kinh hãi, chỉ là một cái ngai vàng thôi mà đã khiến cho người ta sinh ra phản ứng như vậy, vậy chủ nhân của nơi này sẽ cường đại tới mức nào đây? Lúc này có một người đàn ông tóc dài bay phấp phới đang ngồi trên ngai vàng, nhìn qua có chút nho nhã siêu phàm, anh ta đang xem sách. Lúc Lâm Thanh Diện đem ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia thì anh ta cũng buông sách trong tay xuống và nhìn về phía Lâm Thanh Diện ở bên này. Anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện ở đây. Rõ ràng là sửng sốt một chút. Lâm Thanh Diện cũng ngây ngẩn cả người, anh cũng không ngờ rằng trong căn phòng này vẫn còn có một người nữa. Chẳng lẽ người này chính là chủ nhân của nơi đây? Nếu thật là như vậy thì chắc chắn thực lực của người này đã mạnh đến mức mà Lâm Thanh Diện không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là một ánh mắt của đối phương cũng có thể diệt trừ được mình. Lâm Thanh Diện lập tức trở nên căng thẳng, ở trước mặt những đại lão như thế này không dám có chút làm càn. Đồng thời trong lòng anh cũng sinh ra một tia nghi ngờ, chỗ này không phải là nơi mà sau khi qua đời những đại năng kia sẽ ở lại đấy chứ, sao nơi này còn có người tồn tại. Mặc dù nhìn qua thì người đàn ông kia cũng trạc tuổi mình nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn có cảm giác, có lẽ người này chính là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm thậm chí là trên cả vạn năm. Cho nên lúc này mặt mũi anh tràn đầy cung kính chắp tay nói với người đàn ông kia, tiền bối, tại hạ là Lâm Thanh Diện, không biết nơi này là nơi nào. Người đàn ông kia đứng lên, đi xuống dọc theo bậc thang tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Trên người đàn ông này đang mặc một chiếc trường bào màu xanh, phong cách ăn mặc tương đối phục cổ nhưng không đẹp bằng những bộ quần áo mà Lâm Thanh Diện đã từng nhìn thấy. Hơn nữa chất liệu làm nên bộ quần áo này cũng khá quý hiếm, tuyệt không đơn giản chỉ là dùng sợi tơ chế thành quần áo. Cộng thêm người đàn ông này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt nên không khỏi khiến cho Lâm Thanh Diện nghi ngờ có phải anh ta từ trên trời xuống đây hay không. Người đàn ông kia đánh giá Lâm Thanh Diện vài lần rồi mới mở miệng hỏi, có phải cậu tới từ thông đạo luân hồi đúng không? Lâm Thanh Diện cũng không dám giấu giếm, khẽ gật đầu. Cậu vượt qua khảo nghiệm của thông đạo luân hồi bằng cách nào? Theo lý mà nói thì trên thế giới này không ai có thể thông qua khảo nghiệm này được.
Người đàn ông mở miệng nói. Lâm Thanh Diện lập tức sững sờ, nghĩ thầm nếu đã không có ai có thể thông qua khảo nghiệm này thì vì sao còn thiết lập ra khảo nghiệm này chứ, vì muốn làm cho người tới đây trải nghiệm cảm thấy tuyệt vọng ư. Nhưng anh cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra ngoài mà chỉ thành thật trả lời, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ cảm thấy mình nằm mơ sau đó không biết tại sao lại bị đánh thức, khi tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi. Người đàn ông hơi nghi ngờ một chút, anh ta vô cùng tò mò đánh giá Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói như vậy thì cậu đã tìm được cuộc sống hoàn hảo của mình rồi nhưng cậu lại tỉnh lại, kỳ quái nhỉ, không ngờ lại có chuyện lạ như vậy xảy ra đấy. Lâm Thanh Diện không hiểu ra sao, anh bị người đàn ông này nhìn chằm chằm đến mức có chút sợ hãi. Dường như trong ánh mắt của người đàn ông nhìn Lâm Thanh Diện thẩm thấu ra một lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy cả người của anh, giờ phút này, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình ở trước mặt người đàn ông này không còn bất kỳ bí mật gì nữa. Chỉ là một tên nhóc trúc cơ đỉnh phong mà thôi, nhìn qua cũng không có gì. Anh ta vẫn chưa nói xong thì trên mặt lại tỏ ra kinh ngạc, sau đó anh ta khẽ vươn tay ra. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình mở ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó có một tia sáng bay từ trong đầu anh ra ngoài, chính là kiếm Trảm Tiên. Chương 1107, Ma Thần Tu La. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Thanh Diện giật mình, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng biết còn có người có thể trực tiếp khống chế thế giới tinh thần của người khác, sau đó từ trong thế giới tinh thần của người khác lấy đồ vật ra ngoài. Nếu như vừa rồi thứ mà người đàn ông này muốn lấy đi chính là thần hồn của mình thì bây giờ mình chẳng phải là một cái xác không hồn đã mất hết ý thức rồi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa theo lý thuyết hẳn là kiếm Trảm Tiên rất bài xích những người khác trừ mình ra, nhưng sau khi nó bay từ trong đầu mình ra ngoài thì lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, còn có vẻ rất thân mật với người đàn ông này giống như đây chính là chủ nhân của nó vậy, chuyện này khiến Lâm Thanh Diện mãi không nghĩ ra. Sau khi người đàn ông kia lấy được kiếm Trảm Tiên thì vẻ mặt cũng rất hưng phấn, mở miệng cười nói, người bạn già, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà tôi lại gặp được Mi, thật sự có thể nói là duyên phận mà. Chẳng lẽ là Mi đưa tên nhóc này đi vào sao? Kiếm Trảm Tiên bay múa một trận ở bên cạnh người đàn ông kia, trên thân kiếm cũng phát ra từng đợt tiếng kêu khẽ giống như là đang trò chuyện cùng với người đàn ông kia. Mà dường như người đàn ông kia cũng có thể nghe hiểu lời kiếm Trảm Tiên, cả khuôn mặt đều là ý cười. Không phải Mi dẫn cậu ta vào đây à, vậy thì có chút kỳ quái đấy, rốt cuộc là tên nhóc này vào đây bằng cách nào? Người đàn ông tự lẩm bẩm, nhưng Mi nói là cậu ta thích hợp làm người thừa kế vậy thì tôi cũng sẽ thử suy nghĩ một chút xem. Tiếp theo người đàn ông liền nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên này, mở miệng cười nói, thật sự không ngờ là cậu lại mang theo kiếm Trảm Tiên, đây cũng coi như là duyên phận giữa tôi và cậu. Lâm Thanh Diện thừa cơ hội này, nhanh chóng mở miệng hỏi, tiền bối. Không biết ngài có thể nói cho vãn bối biết rốt cuộc ngài là ai không? Người đàn ông cười cười, nói cậu có thể gọi tôi là Thanh Phong, đương nhiên, cậu cũng có thể gọi tôi bằng một cái tên khác. Rất lâu trước đây, bọn họ đều gọi tôi là Ma Thần Tu La. Ma Thần Tu La. Bốn chữ này như nổ vang ở bên tai Lâm Thanh Diện khiến cho thân thể của anh cứng đờ, cho dù bình thường anh vẫn luôn rất khắc chế biểu cảm trên mặt mình nhưng giờ phút này, anh cũng không thể không há to miệng. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình lại chính là một vị chiến thần trong truyền thuyết, người cuối cùng áp bức bọn họ phải đến thương nguyên giới, Ma Thần Tu La. Ở trong đầu Lâm Thanh Diện, Ma Thần Tu La vẫn luôn là một người cường đại kinh khủng, toàn thân đẫm máu, chỉ cần dùng một ánh mắt là đã có thể giết chết một đám người nghịch thiên, nhưng bây giờ khi Ma Thần Tu La chân chính xuất hiện ở trước mặt của anh thì lại là một người đàn ông tao nhã, tiên khí bồng bềnh. Hơn nữa anh ta còn có một cái tên vô cùng văn nghệ, Thanh Phong. Điều này khiến Lâm Thanh Diện làm thế nào cũng không thể gắn anh ta và Ma Thần Tu La. Hơn nữa không phải nói là Ma Thần Tu La đã chết từ gần 5.000 năm trước sao, vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Qua một lúc sau, Lâm Thanh Diện mới lấy lại được tỉnh táo từ trong sự kinh ngạc, sau khi nuốt nước bọt xuống anh mới mở miệng hỏi, tiền bối, ngài thật sự là Ma Thần Tu La. Thanh Phong cười cười, nói, đúng vậy. Năm đó tôi chính là dựa vào thanh kiếm này, chém giết quần tiên, bức bọn họ phải đến thương nguyên giới. Cùng bởi bảy kiếm này mới có tên là kiếm Trảm Tiên. Đúng rồi, cậu đã nghe nói qua chuyện năm đó của tôi rồi à? Lâm Thanh Diện vội vàng gật đầu, cũng may trước kia mình đã được nghe ông cụ nhà họ Ngô nói qua một số chuyện năm đó, nếu không bây giờ anh cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
mà điều khiến cho anh không ngờ nhất chính là kiếm Trảm Tiên vẫn luôn giấu ở trong đầu mình kia lại là vũ khí của ma thần Tu La. Lâm Thanh Diện cũng không cảm thấy người đàn ông tên là Thanh Phong này đang lừa mình, bởi vì anh đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Thanh Phong, giữa hai người giống như là con kiến và voi vậy. Một vị cường giả nghịch thiên như thế này cũng hoàn toàn không cần nói dối Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, sau khi để cho mình tỉnh táo lại mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Tiền bối, tôi nói lời này có thể sẽ có chỗ bất kính, xin ngài tha thứ. Tôi nghe người khác nói là ngài đã chết từ 5.000 năm trước rồi, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Thanh Phong nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt lập tức phóng ra cảm giác tang thương, sau đó mới lẩm bẩm nói, đã qua 5.000 năm rồi cơ à? Sau đó anh ta nở nụ cười với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, quả thực là tôi đã chết, cái mà bây giờ cậu nhìn thấy chỉ là một sợi thần niệm của tôi mà thôi, sợi thần niệm này có nghĩa là tôi vẫn sống sót, vẫn bất diệt, tức là thần hồn bất diệt. Nhưng nó cũng mang ý nghĩa là sợi thần niệm này của tôi không thể nào đi ra khỏi chỗ này được. Đương nhiên, thực lực bây giờ của tôi cũng chỉ còn là thực lực của một sợi thần niệm này mà thôi, muốn tái hiện lại vinh quang năm đó là không thể nào. Bây giờ Lâm Thanh Diện mới chợt hiểu ra, thì ra đây chỉ là một sợi thần niệm của ma thần Tu La. Đồng thời trong lòng anh cũng âm thầm rung động, chỉ có một sợi thần niệm mà mình đã không thể nào phản kháng được. Vậy khi còn sống thực lực của ma thần Tu La còn khủng bố đến mức nào, anh không thể tưởng tượng ra được. Tôi ở trong đại điện này có liên quan đến ba khảo nghiệm bên ngoài và cũng là để chọn lựa ra một người thừa kế thích hợp, chỉ có điều đã qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có người nào có thể đi ra khỏi thông đạo luân hồi được. Thông đạo kia sẽ biến những nguyện vọng tốt đẹp nhất trong lòng bọn họ thành sự thực, mặc dù chỉ là trong ý thức của bọn họ thôi nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần chính bản thân bọn họ tin tưởng những cái kia là thật. Không phải đã trải qua đầy đủ rồi sao? Cho nên càng về sau, tôi đã không còn suy nghĩ tìm kiếm người thừa kế nữa mà những người kia tới đây cũng đơn giản là vì muốn tìm kiếm lực lượng cường đại, thông đạo luân hồi sẽ giúp bọn họ thực hiện tất cả cho nên tôi không cần phải gọi bọn họ tỉnh lại, để bọn họ sống cả đời ở trong huyễn cảnh đi, đó không phải cũng là một lựa chọn rất tốt hay sao? Nhưng tôi không ngờ hôm nay cậu lại đến được nơi đây, điều này thực sự khiến cho tôi hơi bất ngờ, cậu nói bên ngoài đã qua mấy ngàn năm rồi. Không bằng nói cho tôi biết một chút xem bây giờ bên ngoài như thế nào rồi đi. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện cũng không dám lơ là, lúc này liền kể lại dáng vẻ của thế giới bên ngoài cho anh ta. Cũng cường điệu nói một chút chuyện người của thương nguyên giới muốn xâm lấn trái đất. Sau khi Thanh Phong nghe xong, nhướng mày, nói, không ngờ những người của thương nguyên giới vẫn còn muốn đến trái đất, xem ra bọn họ đã quên sạch sự dạy dỗ năm đó rồi. Nhưng cậu tới rất đúng lúc, cậu có thể thông qua ba lần khảo nghiệm kia đã nói rõ tâm tính và phẩm chất của cậu rất tốt. Cộng thêm kiếm Trảm Tiên cũng nói là cậu thích hợp trở thành người thừa kế của tôi. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ chỉ định cậu làm người thừa kế của tôi sẽ đem sở học suốt đời của mình truyền thụ lại cho cậu, sau này những người ở thương nguyên giới kia có đến trái đất thì cậu cũng có thể ứng đối được. Không biết cậu có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của tôi không? Chương 1108, hai điều kiện. Lúc này Lâm Thanh Diện vẫn còn đang kinh ngạc về ma thần Tu La nên hoàn toàn không nghĩ đến sau khi Thanh Phong nghe mình nói người của thương nguyên giới sẽ còn tới xâm chiếm trái đất lại trực tiếp chỉ định mình là người thừa kế của anh ta. Thanh Phong thấy Lâm Thanh Diện do dự, mở miệng hỏi, sao vậy? Cậu không muốn tiếp nhận truyền thừa của tôi à? Lâm Thanh Diện kịp phản ứng lại, vội vàng nói, tôi muốn, tôi rất muốn. Chỉ là tiền bối nói quá đột ngột nên tôi không kịp phản ứng mà thôi. Thanh Phong cười cười, nói cậu đồng ý là tốt rồi, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì cả đời này cậu cũng sẽ không gặp được chuyện tốt như vậy đâu. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu, cảm thấy lời Thanh Phong nói không sai, nếu như thật sự bỏ lỡ chuyện lần này thì cả đời cũng thể nào gặp được chuyện tốt như vậy nữa. Nhưng trước khi tôi tiến hành truyền thừa cho cậu, tôi cần cậu phải đồng ý với tôi hai điều kiện. Thanh Phong nói tiếp. Xin tiền bối cứ nói. Lâm Thanh Diện mở miệng. Điều kiện thứ nhất là tôi hy vọng sau khi cậu tiếp nhận truyền thừa của tôi rồi sẽ giết chết tất cả những người thương nguyên giới tới xâm nhập trái đất, giết chết tất cả, bọn họ đều là đám ích kỷ, năm đó bọn họ đã chiếm lấy tất cả tài nguyên tu luyện với ý đồ dựa vào cái này để thống trị toàn bộ thế giới, sau đó mới bị tôi giết chạy trốn tới thương nguyên giới, đây là báo ứng của bọn họ. Bây giờ trái đất đã phát triển một cách tương đối ổn định. Người của thương nguyên giới tới đây nhất định sẽ đánh vỡ sự ổn định này, cậu tiếp nhận truyền thừa của tôi thì đương nhiên cũng sẽ phải gánh phần trách nhiệm này trên lưng.
Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, đương nhiên anh biết rõ đạo lý năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, hơn nữa anh đã coi chống lại những người đến từ thương nguyên giới chính là sứ mệnh của mình. Tiền bối yên tâm, tôi đã được lĩnh giáo qua đức hạnh của những người đến từ thương nguyên giới, tôi cũng sẽ không cho phép bọn họ tùy ý chạy đến trên trái đất làm loạn đâu. Lâm Thanh Diện trịnh trọng nói. Thanh Phong hài lòng gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, còn điều kiện thứ hai chỉ là ân oán cá nhân của tôi mà thôi, tôi hy vọng sau này khi nào cậu đủ thực lực rồi sẽ giúp tôi giết một người. Đồng tử trong mắt Lâm Thanh Diện lập tức co rụt lại, nghĩ thầm người mà ma thần Tu La muốn giết chắc chắn sẽ rất lợi hại, ít nhất cũng là một nhân vật có thực lực ngang tầm với ma thần Tu La, với chút thực lực này của anh chắc chắn là người ta chẳng thèm để vào mắt. Dường như nhìn ra lo lắng của Lâm Thanh Diện, Thanh Phong cười cười, nói cậu không cần phải lo lắng, đây cũng chỉ là một hy vọng của tôi mà thôi, nếu có cơ hội thì cậu giết hắn ta giúp tôi là tốt nhất, nhưng nếu như không có cơ hội thì cũng không sao, cậu cũng không cần đem chuyện này trở thành gánh nặng của mình. Mặc dù thiên phú và tâm tính của cậu cũng không tệ nhưng muốn phát triển đến mức có thể giết được người kia thì vẫn còn có chút khó khăn, tôi cũng không hy vọng xa vời là cậu có thể giúp tôi hoàn thành chuyện này. Nghe Thanh Phong nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng đoán được người mà anh ta muốn mình giết chắc chắn không tầm thường, nhưng nếu mình đã tiếp nhận truyền thừa của người ta thì dĩ nhiên cũng phải bày tỏ chút thái độ. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tôi có cơ hội thì nhất định sẽ giúp tiền bối hoàn thành chuyện này. Lâm Thanh Diện nghiêm túc mở miệng nói. Thanh Phong cười cười, nói, chỉ mong cậu có được cơ hội này. Tin tức liên quan tới người này, tôi sẽ truyền vào trong trí nhớ của cậu cùng với cả truyền thừa. Trước khi thực lực của cậu chưa đạt tới một trình độ nhất định thì cậu cũng sẽ không thể tiếp xúc với tin tức liên quan tới người này, bởi vì nếu biết quá sớm đối với cậu cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ khi thực lực của cậu chân chính đạt đến trình độ có hy vọng chống lại được người này thì những ký ức này mới có thể xuất hiện ở trong đầu của cậu, cho nên cậu có thể tạm thời quên đi chuyện này cũng được. Lâm Thanh Diện gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy thủ đoạn của Thanh Phong rất thần kỳ, không ngờ anh ta lại còn có thể khiến ký ức của người ta sinh ra biến hóa như thế. Nhưng nghĩ đến 5.000 năm trước đây Thanh Phong chính là ma thần Tu La đã đuổi giết chúng tiên phải chạy trối chết kia, anh cũng không còn cảm thấy có cái gì kỳ quái nữa. Trước khi tôi tiến hành truyền thừa cho cậu, cậu còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Tôi chỉ còn thừa lại một sợi tàn hồn này nên cũng chỉ đủ để tiến hành một lần truyền thừa cho cậu, sau khi truyền thừa kết thúc có lẽ tôi cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa đất trời. Thanh Phong mở miệng cười, lúc nói lời này dáng vẻ của anh ta rất tùy ý. Giống như đã sớm nhìn rõ sự sống và cái chết vậy. Mặc dù trong lòng Lâm Thanh Diện có chút cảm khái nhưng cũng biết đây là cơ hội khó có được để thỉnh giáo đại năng thượng cổ, thế là vội vàng mở miệng hỏi, không biết tiền bối có biện pháp giải được thiên độc đan không? Thanh Phong nghe xong trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, nói, khi còn sống tôi cũng có đọc lướt qua rất nhiều lĩnh vực, duy chỉ có lĩnh vực luyện đan chế dược này là không tìm hiểu, cộng thêm thể chất của ta đặc thù. Bách độc bất xâm, cho nên sợ là chuyện giải độc này tôi còn không bằng cậu nữa. Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi mất mát, không ngờ ngay cả ma thần Tu La cũng không biết cách giải thiên độc đan này, đồng thời anh cũng sinh ra một tia hâm mộ với ma thần Tu La, không biết khi còn sống anh ta có thể chất như thế nào vậy mà có thể bách độc bất xâm. Cũng không do dự quá nhiều, Lâm Thanh Diện vốn cũng không nghĩ là nhanh như vậy đã có thể tìm ra được biện pháp giải độc, cho nên anh nhanh chóng đem tấm bản đồ trong túi mình ra, đưa tới trước mặt Thanh Phong. Tiền bối, không biết ngài có biết mấy chỗ đánh dấu trên bản đồ này không, có phải đó là bí cảnh trong truyền thuyết không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ kia một lúc rồi nở nụ cười, nói, không ngờ lại có người có thể chế lại bí cảnh trên trái đất thành một phần bản đồ, cũng coi là một nhân tài, chỉ có điều lỗi sai trên tấm bản đồ này cũng không ít, tôi sẽ sửa chữa qua giúp cậu một chút. Nói xong, Thanh Phong vung tay lên, một đạo ánh sáng hiện lên. Đồ án trên tấm bản đồ kia bắt đầu xảy ra thay đổi, trong nháy mắt, miếng bản đồ này liền thay đổi thành một hình dạng khác, so với trước đó thì càng thêm kỹ càng và chuẩn xác hơn nhiều. Trong lòng Lâm Thanh Diện quá đỗi mừng rỡ, có ma thần Tu La sửa đổi qua bản đồ thì anh cũng không cần lo mình không tìm ra bí cảnh ở đâu rồi. Cầm lại bản đồ sau khi chỉnh sửa, Lâm Thanh Diện nhớ ra mình còn lấy được một viên ngọc thạch màu đỏ như máu ở trong mộ của Tần Trường Sinh mà vẫn chưa biết rõ lai lịch. Ma thần Tu La kiến thức rộng rãi, không chừng sẽ biết lai lịch của viên ngọc thạch này. Anh tìm viên ngọc kia sau đó đưa tới trước mặt ma thần Tu La, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài có biết viên ngọc thạch này có lai lịch gì không? Thanh Phong nhìn về phía viên ngọc thạch trên tay Lâm Thanh Diện, con người bỗng nhiên co rụt lại,
cả người cũng trở nên kích động, mở miệng hỏi cậu lấy viên ngọc thạch này ở đâu ra. Lâm Thanh Diện không ngờ Thanh Phong lại có phản ứng lớn như vậy nên cũng giật nảy mình, anh không dám giấu giếm liền đem chuyện của Tần Trường Sinh nói lại cho Thanh Phong. Sau khi Thanh Phong biết mình còn mang theo huyền công, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sốt ruột. Xem ra đúng là ý trời rồi, khó trách cậu có thể thông qua khảo nghiệm của thông đạo luân hồi, tôi còn lăn tăn về chuyện cậu làm thế nào có thể tỉnh lại được nhưng sau khi nhìn thấy viên ngọc thạch này, tôi đã hiểu ra rồi. Thật đúng là ý trời mà, cậu lại còn mang theo cả huyền công, nếu như nhận được truyền thừa của tôi thì tương lai một ngày nào đó, có lẽ cậu thật sự có thể giúp tôi giết người kia. Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu liền vội vàng hỏi, tiền bối, rốt cuộc viên ngọc thạch này có lai lịch ra sao? Vì sao lại khiến cho ngài kích động như thế? Thanh Phong cười nhìn anh một cái, mở miệng nói, lai lịch của viên ngọc thạch này cần chính cậu phải tự đi tìm hiểu, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một chút là tuyệt đối không thể để viên ngọc thạch này rơi vào tay bất kỳ người nào khác, nếu không không chỉ cậu gặp phải tai họa mà thế giới này cũng có thể bị hủy diệt. Chương 1109, Vân Sơn và Tú Nương. Lâm Thanh Diện nghe Thanh Phong nói xong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, anh thực sự không ngờ khối ngọc thạch này lại có sức mạnh lớn như thế, nếu như mình đánh mất nó lại có thể khiến cho cả thế giới đều bị hủy diệt. Đương nhiên trong lòng anh cũng rất rõ ràng, Thanh Phong nói là có thể hủy diệt thế giới cũng không phải là do sức mạnh ẩn chứa trong viên ngọc thạch này có thể khiến cho thế giới bị hủy diệt, mà là bí mật ẩn giấu trong viên ngọc thạch này đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu chỉ là sức mạnh bên trong viên ngọc thạch này có thể hủy diệt thiên hạ thì cho dù Lâm Thanh Diện cầm viên ngọc thạch này trong tay cũng có thể làm nổ tung viên ngọc thạch này vào một ngày nào đó, và trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới này. Thấy Thanh Phong không chịu nói ra lai lịch của viên ngọc thạch này, Lâm Thanh Diện cũng không tiếp tục hỏi nhiều, anh nhanh chóng suy nghĩ một chút xem mình còn có cái gì cần thỉnh giáo anh ta nữa không vì dù sao cơ hội như thế này đã ít lại càng thêm ít, nhất định phải cố gắng nắm lấy. Lúc này anh nhớ tới khối ngọc bội bằng ngọc bích có thể chống lại tà ma, thế là lại lấy khối ngọc bội ra, mở miệng hỏi, tiền bối, không biết khối ngọc bội này có lai lịch gì. Tôi chính là dựa vào khối ngọc bội này mới có thể chống lại được sát khí ở trong thông đạo, cho nên tôi cảm thấy khối ngọc bội này không đơn giản. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội kia, cười nói, khối ngọc bội này là năm đó tôi đã đeo theo bên mình, tên là Tụ Linh Ngọc, là một khối linh ngọc thượng thừa, bên trong khối ngọc này có một không gian rất lớn. Năm đó tôi đã trực tiếp rót vào trong đó một lượng linh khí lớn, cậu nói bây giờ linh khí ở bên ngoài đã rất ít không thể tu luyện được, có khối ngọc này thì cậu cũng cần không cần lo lắng tình trạng này nữa. Linh khí ẩn chứa trong viên tụ linh ngọc này có lẽ là đủ cho cậu tu luyện đến cảnh giới như của tôi, hơn nữa không gian bên trong tụ linh ngọc cũng có thể dùng để chứa đựng những vật khác, có thể sử dụng như một pháp khí không gian. Lâm Thanh Diện nghe Thanh Phong nói xong liền cảm thấy viên tụ linh ngọc này vô cùng thần kỳ. Không ngờ trong này lại ẩn chứa một lượng linh khí khổng lồ như thế, còn đủ để cho Lâm Thanh Diện anh tu luyện được tới cảnh giới như Thanh Phong. Hơn nữa Thanh Phong còn nói tụ linh ngọc còn có tác dụng chứa đựng, chuyện này khiến anh có chút bối rối, khối ngọc này cũng chỉ lớn bằng bàn tay thì chứa đựng đồ vật bằng cách nào. Tiền bối, tụ linh ngọc này làm thế nào mới có thể chứa đựng được đồ vật, nó nhỏ như vậy có lẽ cũng không chứa được bao nhiêu thứ. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Thanh Phong bật cười một tiếng. Nói trái đất không có linh khí làm nền tảng, rất nhiều truyền thừa tu luyện, luyện khí luyện đan truyền thừa đều đã mất đi, cũng thật là có chút đáng tiếc. Mặc dù theo sự miêu tả của cậu thì trái đất hiện tại đã phát triển khoa học kỹ thuật đến vậy, nhưng so với thủ đoạn thông thiên chân chính thì vẫn còn kém rất nhiều. Cậu chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể biết được tụ linh ngọc này sử dụng như thế nào. Nhỏ máu nhận chủ, Lâm Thanh Diện nghi ngờ hỏi một câu. Lúc này Thanh Phong điều khiển kiếm trảm tiên rạch ra một vệt trên ngón tay của Lâm Thanh Diện, một giọt máu tươi nổi bồng bềnh giữa không trung sau đó trực tiếp nhỏ lên trên tụ linh ngọc. Giọt máu tươi kia chui vào trong tụ linh ngọc rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện liền cảm thấy giữa mình và tụ linh ngọc sinh ra một mối liên hệ đặc biệt, đồng thời anh cũng biết hết tất cả những thông tin liên quan tới tụ linh ngọc này. Anh vô cùng ngạc nhiên cảm nhận sự thần kỳ của tụ linh ngọc, sau đó hướng tụ linh ngọc vào cái ba lô của mình. Trong chớp mắt, cái ba lô kia liền biến mất không thấy nữa. Mà Lâm Thanh Diện lại có thể nhìn thấy chiếc ba lô kia của mình đang ở trong không gian của viên tụ linh ngọc. Quả nhiên phương pháp này khoa học kỹ thuật hiện đại không thể so sánh được. Sau này có tụ linh ngọc rồi, anh cũng không cần cả ngày cõng một cái ba lô chạy khắp nơi nữa, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ Lâm Thanh Diện còn có thể phóng xuất ra linh khí ở bên trong tụ linh ngọc để mình tu luyện, có thể nói là vô cùng có tác dụng.
Lâm Thanh Diện vội vàng chắp tay với Thanh Phong, nói cảm ơn tiền bối. Thanh Phong cười cười, nói, đây cũng chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ mà thôi, không cần cảm ơn tôi, năm đó khi tôi còn tại thế thì mấy thứ đồ này cũng chỉ là đồ vật nhỏ tiện tay tặng cho người khác mà thôi. Lâm Thanh Diện âm thầm tặc lưỡi, đại lão chính là đại lão, một viên ngọc bội thần kỳ như thế cũng chỉ dùng để tiện tay tặng cho người khác. Đúng rồi, nhìn thấy tụ linh ngọc này tôi lại nhớ tới một sự kiện. Thanh Phong mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhìn về phía anh ta, không biết anh ta nhớ tới chuyện gì. Thanh Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có hai bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt anh, chính là người đàn ông và người phụ nữ trung niên mà Lâm Thanh Diện đã gặp ở trong thông đạo lúc trước. Sau khi hai người kia xuất hiện liền trực tiếp quỳ lại Thanh Phong, cùng kêu lên một câu, chủ nhân. Thanh Phong khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu cũng đã gặp qua hai người bọn họ rồi, hai người bọn họ là hai con rối mà năm đó tôi đã tìm bảo vật ở khắp thiên hạ rồi luyện chế ra. Tuy là con rối nhưng bởi vì phẩm cấp rất cao nên bọn họ đã tự sinh ra linh trí của mình, cho nên bọn họ cũng không khác lắm so với người bình thường. Chiến lực của hai con rối này không tầm thường, năm đó khi tôi đối chiến quần tiên, hai người bọn họ cũng giúp tôi rất nhiều, bây giờ cậu sắp tiếp nhận truyền thừa của tôi thì cứ để hai người bọn họ tiếp tục phụ tá cậu đi. Nói xong, anh ta quay đầu lại nhìn về phía hai con rối kia, mở miệng nói, Vân Sơn, Tú Nương, lấy hạch tâm của hai người ra để Lâm Thanh Diện nhận chủ đi. Vân Sơn và Tú Nương ngay lập tức gật đầu, không dám vi phạm mệnh lệnh của Thanh Phong, ngay sau đó, hai người bọn họ liền đem thứ quan trọng nhất của mình là hạch tâm lấy ra để trước mặt Lâm Thanh Diện. Tuy bọn họ có linh trí và cũng không khác gì người bình thường nhưng chung quy lại thì vẫn có đặc tính của con rối, cho nên một khi nhận chủ rồi thì sẽ vĩnh viễn không phản bội, chỉ điểm này thôi đã đáng tin hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số con người rồi. Chỉ cần chủ nhân ra mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ chấp nhận vô điều kiện. Cho dù có phải chết thì bọn họ cũng sẽ không có chút do dự nào. Lâm Thanh Diện vô cùng kinh ngạc nhìn hạch tâm của hai người bọn họ đang bày ra trước mặt mình, lúc trước trong khảo nghiệm, thậm chí đã có lúc anh nghi ngờ hai người này hoàn toàn không phải là con rối mà là người thật. Nhưng không ngờ bây giờ người ta lại đem hạch tâm biểu thị cho sức mạnh của mình lấy ra cho anh. Lúc này trong đầu Lâm Thanh Diện cũng xuất hiện một nỗi nghi ngờ. Nếu con rối đã có linh trí thì mình nên đối đãi với bọn họ như là con người hay vẫn đối đãi giống con rối như cũ? Tiền bối, chuyện này, tôi đã tiếp nhận tụ linh ngọc rồi còn hai vị này tôi vẫn nghĩ là không cần nhận chủ đâu. Lâm Thanh Diện mở miệng. Thanh Phong cười cười, nói, sao vậy, chẳng lẽ cậu muốn để hai người bọn họ vĩnh viễn chờ đợi ở dưới lòng đất này à? Con rối không có chủ nhân thì cũng không khác gì là phế phẩm cả. Lâm Thanh Diện bị Thanh Phong nói như vậy không thể phản bác được, chỉ có thể gật đầu, nói, vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của tiền bối. Sau đó anh làm theo cách tụ linh ngọc nhận chủ, lấy ra hai giọt máu tươi nhỏ lên hạch tâm của Vân Sơn và Tú Nương. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện liền cảm thấy giữa mình và bọn họ sinh ra một tia kết nối kỳ diệu, anh cảm thấy trong đầu mình có một ý niệm có thể điều khiển sự sống chết của hai con rối này. Hơn nữa nếu như hai con rối này có bất kỳ ý niệm xâm phạm mình thì anh cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức, đồng thời thông qua kết nối này tiến hành trừng phạt bọn họ. Sau khi hoàn thành việc nhận chủ, Vân Sơn và Tú Nương cùng quay người quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, cùng cung kính gọi một tiếng, chủ nhân. Chương 1110, tiếp nhận truyền thừa. Lâm Thanh Diện gật đầu với hai người bọn họ, sau đó mở miệng nói, đứng lên đi. Hai người Vân Sơn và Tú Nương đều lập tức đứng dậy từ dưới đất. Vân Sơn là một người đàn ông trung niên với tính cách đôn hậu, bình tĩnh tỉnh táo, mang đến cho người ta một lọ ai cảm giác rất đáng để tin cậy, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được sự vững chắc từ trên người của ông ta. Mà Tú Nương thì giống như những gì Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy trước đây, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, làm cho cả thiên hạ bởi vì đó mà phấn chấn. Hình tượng phong tình vạn trùng, quyến rũ yêu kiều của cô ta chính là loại mà tất cả những người đàn ông đều mơ ước. Ngay cả khi Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào cô ta một hồi lâu đều cũng có chút không kiềm chế được. Hơn nữa lĩnh vực am hiểu giữa hai người cũng có chỗ khác nhau, Vân Sơn am hiểu về sức mạnh, Tú Nương thì am hiểu về mị hoặc, có thể nói là đều có sở trường riêng của bản thân. Lúc Lâm Thanh Diện chăm chú nhìn vào bọn họ, Tú Nương còn chớp chớp mắt với Lâm Thanh Diện, tràn đầy trêu chọc, nhìn làm cho trong lòng của Lâm Thanh Diện phải run lên. Lúc này anh có chút lo lắng với ý thức của bản thân con rối của mình sinh ra. Thật sự không biết là chuyện tốt hay là một phiền phức. Thanh Phong thấy Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn nhận chủ, sau đó mới mở miệng nói, được rồi,
bây giờ những thứ tôi có thể cho cậu cũng đều đã cho, đây cũng là lúc nên truyền thừa cho cậu. Lâm Thanh Diện nhìn Thanh Phong với một vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở miệng nói, tiền bối, tôi cần phải làm như thế nào? Cậu chỉ cần ngồi dưới đất là được rồi, phần truyền thừa này của tôi tất cả bao gồm trong trí nhớ của tôi sẽ di chuyển toàn bộ phần ký ức của tôi vào trong đầu của cậu, sau này cậu có thể trực tiếp nhìn những truyền thừa trong ký ức. Thanh Phong mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, sau đó đàng hoàng ngồi trên mặt đất. Thanh Phong vươn tay ra chỉ vào đầu của Lâm Thanh Diện, có một ánh sáng hiện lên từ đầu ngón tay của ông ta, trực tiếp chui vào trong đầu của Lâm Thanh Diện. Thân thể của Lâm Thanh Diện lập tức ngồi thẳng dậy, anh vội vàng nhắm mắt của mình lại, cảm nhận sự thay đổi trong tâm trí của mình. Theo sự truyền thừa của Thanh Phong đối với Lâm Thanh Diện, sợi dây thần niệm này cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Chờ đến lúc truyền thừa kết thúc rồi ông ta cũng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng tan biến trong trời đất. Ông ta nhìn Lâm Thanh Diện nhắm nghiền mắt đang ngồi ở dưới đất, trong lòng cũng sinh ra một tia mong đợi, ông ta không biết rằng chàng trai may mắn này rốt cuộc có thể đi đến trình độ nào, nhưng mà những thứ này đều không phải là chuyện ông ta nên suy tính. Thời đại thuộc về ông ta đã kết thúc, Lâm Thanh Diện mới chính là nhân vật chính của thời đại trước mắt, đường đi như thế nào, bản thân anh quyết định là được rồi. Bởi vì sự truyền thừa của Thanh Phong thật sự quá mức khổng lồ, Lâm Thanh Diện ngồi ở dưới đất hết 3 ngày 3 đêm, một phần lớn ký ức truyền vào trong đầu của anh để cho anh không có cách nào quan tâm đến tình huống xung quanh. Cho nên hiện tại anh giống như là đang tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ có tiếp thu toàn bộ phần ký ức này rồi thì anh mới có thể tỉnh lại. Thần niệm của Thanh Phong càng ngày càng trở nên trong suốt, mắt thấy nó đã sắp biến mất không dấu vết. Mà lúc này ông ta cũng đã hoàn thành sự truyền thừa với Lâm Thanh Diện. Không ngờ là vẫn còn thừa lại một chút sức lực, đã như vậy, thế thì giúp ông bạn phục hồi lại thân kiếm thôi. Thanh Phong cười cười, sau đó kiếm Trảm Tiên trống rỗng xuất hiện bay lượn xung quanh Thanh Phong. Dường như là nó vô cùng không nỡ bỏ Thanh Phong, thần kiếm bỗng nhiên run rẩy, âm thanh khẽ rên phát ra giống như là đang biểu đạt sự đau khổ của mình. Thanh Phong cười vuốt ve thân kiếm, mở miệng nói, tao đã bán mạng nhiều năm rồi. Hiện tại tao đã sống trong lịch sử, mà mày không giống như vậy, mày đi theo Lâm Thanh Diện đi, vậy thì mày mới có thể càng có hào quang lớn hơn. Mày ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện giúp đỡ cậu ấy thực hiện tham vọng lớn của mình, có cơ hội thì tao hy vọng đến tương lai, Lâm Thanh Diện giết người đó, nằm ở trong tay của cậu ấy vẫn chính là mày. Kiếm Trảm Tiên ngay lập tức phát ra một tiếng kiếm cao vút, giống như là đang đồng ý với yêu cầu của Thanh Phong. Thanh Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó dùng một chút sức lực cuối cùng của mình rót vào trong kiếm Trảm Tiên. Sau đó cả người của Thanh Phong nhanh chóng tan biến, đã sắp hoàn toàn không còn bóng dáng. Đúng lúc này, ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện lại xuất hiện một cô gái mặc đồ đỏ hành lễ với Thanh Phong. Thanh Phong nhìn thấy cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tôn kính, sau khi chắp tay với cô ta thì hoàn toàn biến mất giữa không trung. Cô gái áo đỏ quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Sau đó trong một cái chớp mắt lại biến mất không nhìn thấy đâu. Mà hai người Vân Sơn và Tú Nương dường như căn bản cũng không phát hiện cô gái đồ đỏ đã từng xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ thành thật canh giữ ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện, chờ đến lúc Lâm Thanh Diện hoàn thành truyền thừa. Sau khi kiếm Trảm Tiên tiếp nhận chút sức lực cuối cùng từ Thanh Phong, nó cũng lơ lửng ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, bắt đầu chữa trị cho bản thân, lỗ hổng trên thanh kiếm cũng đã bắt đầu được khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lâm Thanh Diện cứ ngồi xếp bằng ở trên đất như thế, nhận lấy sự truyền thừa của Thanh Phong từng chút một, cứ như vậy, thời gian một tuần chớp mắt liền trôi qua. Quan lĩnh, trên một mảnh đất trống cách với trung tâm hòn đảo khoảng 10 dặm, Lâm Trung Thiên đang tràn đầy sốt ruột đi tới đi lui. Cứ cách một chút là ông ta lại đảo mắt nhìn về phía trung tâm của hòn đảo, trong lòng chờ mong Lâm Thanh Diện sẽ xuất hiện trong ánh mắt của ông ta. Nhưng mà ở đó lại không có người nào xuất hiện. Lúc này khoảng cách với khoảng thời gian một tuần mà Lâm Thanh Diện đã nói đã trôi qua thêm một tuần nữa, nhưng mà Lâm Thanh Diện căn bản cũng không bước ra từ trong đó, cái này cũng mang ý nghĩa rất có thể Lâm Thanh Diện đã bị bao vây ở bên trong, hoặc là đã bỏ mạng. Lâm Trung Thiên không có cách nào tiếp nhận sự thật này, ông ta vẫn luôn mang theo thủ hạ của mình canh giữ ở chỗ này, ông ta tin tưởng con trai của mình không thể nào chết một cách dễ dàng như thế, anh chỉ là gặp phải một chút phiền toái, chờ thêm một lát nữa chắc chắn là anh sẽ xuất hiện. Ông chủ, đã trôi qua một tuần rồi, nếu như thiếu chủ thật sự còn sống thì cũng đã đi ra, đã 3 ngày 3 đêm mà ông chủ chưa chợp mắt, thuộc hạ vẫn hy vọng ông chủ có thể đi nghỉ ngơi một chút, ở nơi này cứ để cho thuộc hạ và mọi người canh giữ là được rồi.
một người đàn ông mặc đồ tây màu đen nói với Lâm Trung Thiên một câu. Lâm Trung Thiên nghe thấy lời nói của anh ta, trực tiếp đá lên trên người của anh ta một đá, mắng chửi, cậu có ý gì chứ hả? Cậu nói là con trai của tôi đã chết à? Con trai của tôi phúc lớn mạng lớn, không thể nào chết dễ dàng như thế được. Người đàn ông kia bắt đầu thở dài, biết có nói nữa Lâm Trung Thiên căn bản cũng sẽ không thông, cho nên cũng chỉ có thể im lặng. Lâm Trung Thiên lại quay đầu nhìn về phía hòn đảo trung tâm, ánh mắt híp lại, mở miệng nói, nó là con trai của tôi không thể nào từ bỏ nó dễ dàng như vậy, nó mà còn chưa ra một ngày, tôi sẽ chờ đợi ở đây một ngày, tôi tin tưởng vào kỳ tích kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Một đám người tiếp tục ở bên cạnh của Lâm Trung Thiên mà chờ đợi ở chỗ này, còn có người đặc biệt chuyển đến đây một cái giường để Lâm Trung Thiên nghỉ ngơi ở bên trên, Lâm Trung Thiên thật sự không chống đỡ được nữa mới nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Cũng may là Lâm Thanh Diện đi vào trong một thời gian dài như vậy, sát khí trong lòng đất vẫn không phát tán ra bên ngoài, cho nên vị trí này của bọn họ vẫn là vị trí an toàn. Cũng chính bởi vì sát khí không có khuếch tán, Lâm Trung Thiên mới tin tưởng chắc chắn là Lâm Thanh Diện vẫn còn sống. Ngày hôm nay Lâm Trung Thiên tiếp tục chờ đợi Lâm Thanh Diện ra. Đúng lúc này, hai bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của ông ta, dáng dấp của hai người đó giống nhau như đúc, vừa nhìn liền có thể nhìn ra đây chính là một đôi song sinh. Nếu như có Lâm Thanh Diện ở đây thì anh sẽ phát hiện ra ngay, hai người xuất hiện ở chỗ Lâm Trung Thiên chính là hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân. Dựa theo manh mối điều tra, nơi cuối cùng mà Lâm Thanh Diện đến chính là một nơi tên là Quan Lĩnh, cụ thể ở đâu thì vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Tiêu Vân nói một câu. Tiêu Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại đi về phía của Lâm Trung Thiên. Các người có từng nhìn thấy một người tên là Lâm Thanh Diện không vậy? Tiêu Phong mở miệng hỏi. Lâm Trung Thiên lập tức sững sờ, sau đó mở miệng hỏi, các người tìm con trai của tôi làm cái gì? Hai người Tiêu Phong và Tiêu Vân nghe thấy câu nói này của ông ta, cả hai cũng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Chúng tôi đến đây tìm con trai ông để báo thù, bây giờ ông nhanh chóng giao cậu ta ra đây, nếu không thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt của Lâm Trung Thiên lập tức ngưng động lại, không ngờ là hai người này đến đây tìm Lâm Thanh Diện để báo thù. Chỉ có điều là bây giờ Lâm Thanh Diện vẫn còn chưa biết sống chết, hai người này có đến đây để báo thù hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Trung Thiên suy nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt, sau đó nói với hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân, Lâm Thanh Diện đã tiến vào một bí cảnh ở nơi này, nếu như hai người thật sự không sợ chết thì có thể đi vào trong bí cảnh đó mà tìm nó. Chương 1111, truyền thừa kết thúc. Trong đại điện màu vàng óng ánh, Lâm Thanh Diện ngồi xếp bằng trong đại điện, xung quanh giường như có những ánh sáng màu vàng đang bay ra ngoài. Hai người Vân Sơn và Tú Nương đều buồn chán ngán ngẩm canh giữ ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Vân Sơn vẫn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích, mà Tú Nương thì thỉnh thoảng quan sát người chủ nhân mới của mình, muốn xem anh có tỉnh lại hay không. Hiện tại cô ta vô cùng tò mò đối với người chủ nhân mới của mình, mà hiện tại thực lực của Lâm Thanh Diện vẫn còn rất yếu. Cô ta vẫn còn có cơ hội làm càng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, nếu không để sau này đến lúc thực lực của Lâm Thanh Diện mạnh hơn cô ta đã không còn bất cứ cơ hội để đùa giỡn với chủ nhân của mình. Mặc dù hai người bọn họ đều là con rối nhưng mà đều đã sinh ra ý thức của mình, cho nên mới có thể có suy nghĩ như vậy. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy buồn chán giống như người bình thường, cũng sẽ sướng vui giận buồn giống như người bình thường. Sự khác nhau giữa bọn họ với những người bình thường cũng đơn giản chính là sự khác biệt về cấu tạo thân thể, vĩnh viễn sẽ không nảy sinh ra hành vi phản bội. Mà lúc này kiếm Trảm Thiên đang bay lơ lửng bên cạnh của Lâm Thanh Diện đã trở nên hoàn toàn không còn chút tổn hại nào, không còn bất kỳ sự khiếm khuyết nào nữa. Nó cứ nhẹ nhàng lơ lửng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện như thế, cho dù không có bất cứ động tác gì, trong toàn bộ đại sảnh, đều có thể cảm nhận được một cổ kiếm ý nồng đậm. Kiếm Trảm Tiên đã hoàn toàn không có chút tổn hại nào, nó có một sức mạnh vô cùng to lớn. Ngay cả hai người Vân Sơn và Tú Nương đứng ở một bên lúc này cũng có một tia kiêng kỵ đối với kiếm Trảm Tiên. Tiên kiếm có linh hồn, là một thanh kiếm đã tồn tại nhiều năm như vậy, đồng thời còn là linh kiếm đã giết chết vô số tiên thần, đã sớm sinh ra linh trí của mình. Mặc dù là trình độ linh trí không cao, nhưng mà đã xa đến nỗi là thứ mà binh khí bình thường không thể so sánh được. Đương nhiên, mặc dù kiếm Trảm Tiên có cường đại nhưng muốn phát huy năng lực của nó, cuối cùng vẫn phải xem chủ nhân sử dụng nó có năng lực lớn bao nhiêu.
giống như thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện vẫn còn ở giai đoạn tương đối thấp, đương nhiên phần lớn uy lực của kiếm trảm tiên không có cách để phát huy. Nó cũng chỉ có thể trợ giúp Lâm Thanh Diện nhận được ưu thế cực lớn trong các cao thủ cùng cấp bậc. Không bao lâu sau, ở xung quanh Lâm Thanh Diện vẫn luôn im lặng ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên lại xuất hiện một luồng sức mạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay sau đó một luồng khí đục thở ra từ trong miệng của anh, có thể nhìn thấy được ở trên đỉnh đầu của anh cũng xuất hiện từng luồng khói đen, giống như là tạp chất ở trong người đang thông qua loại phương thức này để đi ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó, loại biến hóa này dừng lại, ngay cả làn da của Lâm Thanh Diện đều trở nên trắng hơn rất nhiều, mặc dù dung mạo không có thay đổi gì, nhưng mà vẫn trắng hơn trước đó rất nhiều. Đây là một số lợi ích đi kèm với việc chấp nhận sự truyền thừa của Thanh Phong. Mặc dù thể chất của Lâm Thanh Diện trong quá khứ đã coi như là tốt vô cùng, nhưng mà vẫn có một ít tạp chất, lần này truyền thừa của Thanh Phong đã loại bỏ những tạp chất này ra khỏi cơ thể của Lâm Thanh Diện, đối với việc tu luyện sau này của anh mà nói đương nhiên chính là một chuyện tốt. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện mở mắt ra, có hai ánh sáng từ đó bắn ra, ở bên trong toàn bộ đại điện xuất hiện sự rung chuyển khó nói thành lời. Lâm Thanh Diện nở nụ cười đứng dậy từ dưới đất, trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng anh cũng đã tiếp nhận hết truyền thừa do Thanh Phong để lại. Khóe miệng của anh lộ ra một độ cong hài lòng, có những truyền thừa của Thanh Phong, anh căn bản cũng không lo mình không thể trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Hai người Vân Sơn và Tú Nương đều đã phát hiện Lâm Thanh Diện tỉnh lại, thế là đều đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, hành lễ với anh chủ nhân. Lâm Thanh Diện nở nụ cười nhìn hai người bọn họ. Mở miệng nói, từ nay về sau hai người các người cứ đi theo tôi, các người đã có ý thức riêng của bản thân mình, ở trước mặt tôi cũng không cần quá câu nệ làm gì. Vâng, hai người Tú Nương và Vân Sơn đồng thời lên tiếng đáp lại. Chương 1112, Tu La Thần Thể. Sau khi nhẹ gật đầu với Vân Sơn và Tú Nương, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn thoáng qua ở bên trong đại điện, ánh mắt rơi vào ngai vàng trong đại điện. Trong truyền thừa của Thanh Phong cho Lâm Thanh Diện, bao gồm cả một chút ký ức trước đó của Thanh Phong, cho nên đối với Thanh Phong, Lâm Thanh Diện cũng có sự hiểu biết khá khá. Những gì mà người này trải qua cả một đời tuyệt đối chính là thứ mà trước đó Lâm Thanh Diện căn bản nghĩ tới cũng không dám nghĩ, anh chưa từng nghĩ đến một người lại có thể có cuộc sống gập ghềnh như thế. Mà lúc đó trái đất linh khí dồi dào, quá khứ của Thanh Phong ở trong lòng của Lâm Thanh Diện giống như là một bộ phim thần thoại, khiến cho người ta thấy kinh ngạc. Nhất là Thanh Phong đã từng được phong làm chiến thần Tu La, vì sự công bằng tài nguyên trên trái đất, khung cảnh cuộc chiến chống lại những kẻ bất tử, Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn bị khuất phục bởi những hình ảnh đó. Bây giờ nghĩ đến Thanh Phong đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này, trên thế giới này từ đây đã không còn Thanh Phong, thậm chí có rất ít người biết đến cái tên này, thật ra ngay cả tên thật của chiến thần Tu La, trong lòng của Lâm Thanh Diện cảm khái không thôi. Nhưng mà anh cũng không phải là một người đa sầu đa cảm. Cũng chỉ cảm khái một phen, đây cũng đã là sự tôn trọng lớn nhất mà anh đối với Thanh Phong. Truyền thừa chủ yếu mà Thanh Phong để lại cho Lâm Thanh Diện chính là một phương pháp tu luyện thân thể, có tên là Tu La Thần Thể. Năm đó, Thanh Phong dựa vào Tu La Thần Thể này mà có thể nhận được danh xưng ma thần Tu La, đạt được cấp độ chiến đấu chống lại những kẻ bất tử bằng sức mạnh của chính mình. Tu La Thần Thể tổng cộng có 9 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn đều sẽ khiến cho thân thể của người tu luyện và sự cường hóa mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nếu như Lâm Thanh Diện có thể tu luyện Tu La Thần Thể đến giai đoạn cao nhất, đạt đến trình độ bất tử. Năm đó Thanh Phong cũng chỉ đạt đến giai đoạn thứ 8 của Tu La Thần Thể vậy mà đã có sức mạnh với chúng thần tiên đủ để thấy sự kinh khủng của Tu La Thần Thể. Hơn nữa trong phương thức tu luyện Tu La Thần Thể, mỗi một giai đoạn đều sẽ bổ sung một chiêu thức võ công, trợ giúp cho người tu luyện có thể phát huy năng lực của Tu La Thần Thể tốt hơn. Võ kỹ là một thủ đoạn quan trọng để cho người tu luyện phát huy sức chiến đấu, các cao thủ có cấp bậc ngang nhau sử dụng võ kỹ với lại không dùng võ kỹ chính là sự khác biệt giữa trời với đất. Võ kỹ có thể phát huy tối đa sức mạnh của người đã tu luyện, một người chỉ luyện công mà không có võ kỹ tương đương với việc kiếm được nhiều tiền nhưng mà không tiêu. Vì vậy, nó thật sự rất quan trọng đối với một người tu luyện. Cũng như sức mạnh của con người được chia thành các cấp độ, võ kỹ cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Xem thêm môn tình tổng tài. Võ kỹ bình thường được chia thành 3 cấp bậc, thiên cấp, địa cấp, và nhân cấp. Thiên cấp là mạnh nhất, địa cấp là thứ hai, nhân cấp là yếu nhất. Mà mỗi một giai đoạn còn phân ra 3 phẩm cấp thượng trung hạ, cấp càng cao thì phát huy uy lực sẽ càng mạnh. Mặc dù nhân cấp trong võ kỹ chính là cấp bậc thấp nhất, nhưng mà một khi có thể được định nghĩa vì võ kỹ,
vậy cũng mang ý nghĩa là nó có sức mạnh. Giống như trước đó, Lâm Thanh Diện nắm giữ Thiên Tinh Trưởng, Yêu Nguyệt và Kinh Lôi Trưởng, uy lực đã được cho là không tầm thường, nhưng mà khoảng cách giữa bọn nó so với võ kỹ chân chính vẫn còn chênh lệch. Cho nên dù là võ kỹ của nhân cấp nằm ở cấp thấp nhất, nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các chiêu thức mà trước đó Lâm Thanh Diện đã nắm giữ. Cho nên trong trái đất của quá khứ và trong Thương Nguyên giới, từ trước đến nay võ kỹ đều là tài nguyên mà những người tu luyện tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Một nhân cấp đủ để cường giả động tâm, địa cấp còn có thể gây nên chấn động toàn bộ giới tu, càng không cần phải nói đến thiên cấp. Thiên cấp cho dù chỉ là hạ phẩm, một khi xuất thế nhất định sẽ máu chảy thành sông, xác chết trôi vạn dặm. Mà trong tu la thần thể của Thanh Phong để lại cho Lâm Thanh Diện, cho dù chỉ là giai đoạn thứ nhất, võ kỹ đi kèm nó đều là nhân cấp thượng phẩm, không biết là sau khi Lâm Thanh Diện tu luyện tu la thần thể đến giai đoạn cực hạn thì sẽ có võ kỹ cấp bậc nào. Chương 1113, Sát Khí Đan. Ngoài tu la thần thể ra, Thanh Phong còn để lại cho Lâm Thanh Diện rất nhiều kiến thức liên quan tới thế giới tu luyện và biện pháp giải quyết các vấn đề có thể sẽ gặp phải trên con đường tu luyện. Bởi vì tu luyện trên trái đất bị gián đoạn cho nên Lâm Thanh Diện biết được một vài thứ, chẳng qua là những thứ được lưu truyền lại trong giới võ đạo, việc trong giới tu luyện có thể nói là một chữ cũng không biết. Mà những gì Thanh Phong truyền thừa cho anh, vừa đúng lúc bù đắp thiếu sót về phương diện này của anh. Hiện nay trên trái đất, e rằng không ai hiểu rõ kiến thức về phương diện này nhiều hơn so với Lâm Thanh Diện. Cho dù là những cường giả ở Thương Nguyên giới kia cũng không nhất định là biết nhiều hơn so với Lâm Thanh Diện. Đương nhiên, hiện tại Lâm Thanh Diện cũng không có thời gian sửa sang lại những thứ đồ truyền thừa này, đến ngay cả tu la thần thể, anh cũng thật sự chỉ nhìn lướt qua, vẫn chưa kịp tu luyện. Những thứ truyền thừa khác đủ để hỗ trợ cho con đường tu luyện lâu dài trong tương lai của Lâm Thanh Diện, không thể trong thời gian ngắn mấy ngày có thể học xong được. Điều này đòi hỏi anh phải từng chút một đi tìm tòi và tiếp thu. Cho nên cho dù có Thanh Phong truyền thừa, anh cũng nhất định phải chân thật tu luyện, làm vững chắc căn cơ của mình, nếu không mọi thứ đều là hư không. Lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc bùi ngùi, Lâm Thanh Diện đưa mắt nhìn vào thân kiếm Trảm Tiên, nhìn thấy trên thân kiếm Trảm Tiên đã không có lỗ hổng thì vẻ mặt có chút kinh ngạc. Anh cầm lấy kiếm Trảm Tiên trong tay mình, một luồng kiếm ý ngút trời vọt thẳng tới đáy lòng Lâm Thanh Diện, giờ phút này Lâm Thanh Diện cảm giác như mình biến thành một thanh kiếm, tài năng bộc lộ rõ. Đồng thời khoảnh khắc khi anh tiếp xúc với kiếm Trảm Tiên, một phần ký ức cũng thông qua phương thức đặc biệt hiện ra trong đầu anh. Trảm Tiên cửu thức. Lâm Thanh Diện cảm nhận được trong đầu mình xuất hiện phần ký ức kia, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm Trảm Tiên hoàn chỉnh lại tự kèm theo một bộ đầy đủ chiêu số. Chỉ đơn giản nhìn qua phần ký ức đó một chút, Lâm Thanh Diện đã cảm thấy Trảm Tiên cửu thức này không tầm thường. Nếu không đoán sai, nếu Lâm Thanh Diện có thể nắm giữ Trảm Tiên cửu thức, thì e rằng uy lực không kém hơn bao nhiêu so với tu la thần thể. Kiếm Trảm Tiên cũng tỏ ra một chút thân thiết với Lâm Thanh Diện, sau khi một tia thần niệm cuối cùng của Thanh Phong tiêu tán, Lâm Thanh Diện hoàn toàn trở thành chủ nhân mới của kiếm Trảm Tiên, giữa hai người cũng nảy sinh một mối liên hệ kỳ diệu, từ nay về sau thanh kiếm này xuất hiện chỉ vì Lâm Thanh Diện. Kìm nén sự kích động trong lòng mình, Lâm Thanh Diện tiếp nhận kiếm Trảm Tiên vào trong đầu mình. Sau đó hỏi Vân Sơn và Tú Nương một câu, tôi ở nơi này bao nhiêu lâu rồi? Thưa chủ nhân, tất cả là 10 ngày. Tú Nương trả lời. Lâm Thanh Diện lập tức giật mình, tính cả thời gian anh tiêu tốn trong thông đạo lúc trước thì đã hơn 2 tuần anh không đi ra ngoài. Lúc trước anh và Lâm Trung Thiên giao hẹn thời gian 1 tuần, hiện tại e rằng Lâm Trung Thiên có lẽ cảm thấy mình đã chết ở chỗ này. Anh lập tức mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta rời khỏi đây ngay. Vân Sơn và Tú Nương đồng thanh nói, rõ. Sau đó cả ba người hướng về phía đại điện đi ra ngoài. Trong đại điện này có một lối ra khác, họ không cần phải đi ra ngoài qua thông đạo luân hồi bên kia nữa. Sau khi ra khỏi đại điện, Lâm Thanh Diện lập tức cảm nhận được sát khí kinh khủng tràn ngập bên ngoài. Mặc dù thần niệm của Thanh Phong đã tiêu tán, nhưng những sát khí này cũng không biến mất theo hắn ta, nếu ở lại nơi này thì vẫn là một tai họa ngầm không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sau đó vẻ mặt anh vui mừng lấy tụ linh ngọc ra. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt trên tụ linh ngọc xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, ngay sau đó, sát khí trong thông đạo bắt đầu tụ tập về phía tụ linh ngọc. Không gian bên trong tụ linh ngọc vô cùng lớn, nó đã có thể cất giữ linh khí thì dĩ nhiên là cũng có thể cất giữ sát khí, cho nên Lâm Thanh Diện mới có thể nghĩ đến dùng biện pháp này hấp thu những sát khí đó.
Hơn nữa hiện tại Lâm Thanh Diện biết rất nhiều kiến thức về tu luyện, cho nên xử lý những sát khí này với anh mà nói chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng. Mặc dù tốc độ hấp thu của tụ linh ngọc thật sự nhanh, nhưng sát khí ở nơi này đã tồn tại hơn 5.000 năm, cũng khá nồng nặc, cho nên Lâm Thanh Diện liên tục hấp thu hơn 2 giờ mới có thể hấp thu hết tất cả sát khí ở dưới đất vào trong tụ linh ngọc. Đến lúc này, Lâm Thanh Diện cũng không cần phải lo lắng sát khí ở đây rò rỉ ra ngoài nữa. Sau khi hấp thu sát khí xong, Lâm Thanh Diện cũng không trực tiếp cất tụ linh ngọc đi, mà là đưa tay đặt lên phía trên tụ linh ngọc, đưa một tia sức mạnh trong cơ thể mình thâm nhập vào trong tụ linh ngọc. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện treo tụ linh ngọc ở bên hông mình, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện 5 viên thuốc màu đen. 5 viên thuốc này chính là ngưng tụ những sát khí được tụ linh ngọc hấp thu tạo thành. Mỗi một viên trong số đó đều ẩn chứa sức mạnh sát khí kinh khủng, nếu nổ tung thì hoàn toàn có khả năng tạo thành uy lực khó có thể tưởng tượng được. Thuốc này do sát khí biến thành, lấy tên là sát khí đan đi. Lâm Thanh Diện thản nhiên mở miệng. Sát khí đan này là anh dựa vào ký ức trong truyền thừa, dùng sức mạnh của mình trung hòa, ngưng tụ mà thành. Chỉ cần Lâm Thanh Diện dùng lực thì sát khí đan sẽ trực tiếp nổ tung, gây ra sự hủy diệt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa sát khí vốn có tính ăn mòn, lại thêm sức mạnh kích nổ của Lâm Thanh Diện, ngoài việc gây sát thương cực mạnh ra thì còn khiến cho người chúng chiêu bị sát khí ăn mòn, cho dù may mắn sống sót cũng sẽ bị sát khí hành hạ đến chết. Cho nên sát khí đan này là một thứ vũ khí đáng sợ, nếu nhân lúc người ta không để ý ném ra bên ngoài dẫn nổ, chỉ sợ là cường giả thần cảnh cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Trên thế giới này bất kỳ vật gì cũng đều có mặt lợi và mặt hại, mặc dù sát khí là thứ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như được sử dụng một cách khéo léo thì sẽ trở thành pháp bảo đánh bại địch giành chiến thắng. Sau khi thu sát khí đan vào trong tụ linh ngọc, Lâm Thanh Diện không tiếp tục do dự nữa, nhanh chóng đi về phía bên ngoài thông đạo. Anh nhất định phải nhanh chóng đi báo tin bình an với Lâm Trung Thiên, không biết trong khoảng thời gian này Lâm Trung Thiên có phái người tới tìm mình hay không. Nếu ông nghĩ rằng mình đã chết rồi làm ra chuyện gì đó điên rồ thì sẽ có chút phiền toái. Vân Sơn và Tú Nương đi theo sau Lâm Thanh Diện. Thực lực của hai người họ đều cao hơn so với Lâm Thanh Diện, nhưng ở trước mặt Lâm Thanh Diện lại khúm núm, điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút không được tự nhiên. Với lại trước đây anh vẫn luôn một thân một mình, chưa từng để cho người khác đi theo bao giờ, hiện tại lại có thêm hai vệ sĩ siêu cấp, nhất thời anh vẫn có chút không thoải mái. Vân Sơn cho Lâm Thanh Diện cảm giác còn tốt một chút, Tú Nương lại khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Một phư vật như vậy đi theo bên cạnh mình. E rằng bất kể là đi đến đâu cũng đều sẽ rước lấy không ít phiền phức. Lâm Thanh Diện quay đầu liếc nhìn quần áo hở hang trên người Tú Nương, sau đó mở miệng nói, loại quần áo này đã không còn thịnh hành trong xã hội hiện đại, chờ khi đi ra ngoài tôi dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo mới, nếu không cô ăn mặc thế này thật sự là quá bắt mắt. Sau khi Tú Nương nghe vậy thì cười nói, chủ nhân, Tú Nương mặc như vậy chính là vì để ngài vui tai vui mắt, nếu như ngài cần, Tú Nương cũng có thể không mặc gì cả. Lâm Thanh Diện lập tức ho khan hai tiếng, nói, không không không, cô vẫn nên mặc nhiều một chút thì tốt hơn, nếu không sẽ có phiền phức. Đồng thời trong lòng anh cũng thầm chửi bậy, Thanh Phong là một người nho nhã như vậy, không biết vì sao lại tạo ra một con rối xinh đẹp như vậy. Chương 1114, đi ra. Cách đảo khoảng 10 dặm. Lâm Trung Thiên lúc này đã bị trói bằng một sợi dây thừng, đang dựa vào gốc cây, lúc này sắc mặt ông đã tái nhợt, trên mặt có không ít vết thương. Xem ra hẳn là bị đánh không ít. Những thuộc hạ của ông cũng không khác ông bao nhiêu, đều bị dây thừng trói chặt, than thở. Hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân đang ngồi trên chiếc giường được những người thuộc hạ kia chuẩn bị cho Lâm Trung Thiên, bên trên còn có một cái ô che nắng. Lúc này sắc mặt Tiêu Phong có chút tái nhợt, giữa mi tâm hiện lên một hoa văn màu đen, dường như đang ăn mòn tinh thần của cậu ta nhất định phải phân phối rất nhiều tinh thần và thể lực để ngăn chặn thứ này. Hoa văn màu đen ở mi tâm của cậu ta không phải cái gì khác, mà chính là sát khí. Ngày đó Lâm Trung Thiên nói với hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân rằng Lâm Thanh Diện đang ở trong một bí cảnh, mặc dù hai anh em họ nghi ngờ nhưng trông Lâm Trung Thiên không giống đang nói dối người khác, thế là liền dựa theo địa chỉ mà Lâm Trung Thiên nói tới, đi tìm một chút. Khi nhìn thấy cánh cửa dẫn đến thông đạo kia, hai người họ mới thật sự tin tưởng ở dưới trung tâm hòn đảo có thứ gì đó không tầm thường. Cho nên họ đã tìm vào phía bên trong. Sở dĩ Lâm Thanh Diện có thể bình yên vô sự đến chỗ sâu là vì trên người có tụ linh ngọc, sát khí không thể tới gần, dĩ nhiên hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân không có sự trợ giúp của loại đồ vật này.
Với lại Lâm Trung Thiên cũng chưa nói cho họ biết trong lối đi này có tồn tại sát khí, cho nên lúc đó Tiêu Phong đi phía trước liền trực tiếp trúng chiêu. Sau khi cậu ta bị sát khí xâm lấn thì lập tức bảo Tiêu Vân rút lui, hai người đều không tiếp tục thâm nhập sâu thêm, lúc này Tiêu Vân mới may mắn thoát nạn, sát khí trong người Tiêu Phong cũng không quá nghiêm trọng, cũng giống như Lâm Trung Thiên trước đó, chẳng qua vẫn phải chịu đựng sự dày vò khá sâu. Sau khi hai người trở về liền đánh cho Lâm Trung Thiên một trận, nếu không phải còn muốn dùng Lâm Trung Thiên để uy hiếp Lâm Thanh Diện thì họ đã trực tiếp giết chết Lâm Trung Thiên. Lâm Trung Thiên vốn tưởng rằng có thể để cho hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân đều trúng chiêu, không ngờ lại chỉ Tiêu Phong trúng chiêu, hơn nữa lại còn không quá nghiêm trọng, điều này khiến ông có chút thất vọng. Nhưng ông đúng là có chút đánh giá thấp hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân, không chỉ ông mà ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không hiểu rõ thực lực chân chính của hai người họ. Hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân là người thân tín của Tần Trường Sinh, sao có khả năng thật sự chỉ có thực lực bề ngoài của tông sư cảnh đỉnh phong. Hai người họ từ rất nhiều năm trước đều đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong. Đương nhiên tuổi của hai người họ cũng không phải trẻ như bây giờ nhìn thấy, sở dĩ nhìn họ trẻ như vậy chẳng qua là vì Tần Trường Sinh dạy cho họ một pháp quyết giữ gìn vẻ bề ngoài mà thôi. Hai người hóa cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối được coi là chiến lực mạnh nhất trên trái đất. Những sát khí kia mặc dù nguy hiểm nhưng dựa vào kinh nghiệm của họ thì vẫn có thể tránh né được. Lần này Tiêu Phong chúng chiêu đều nằm ngoài dự kiến của họ, cho nên mấy ngày nay họ liên tục tra tấn Lâm Trung Thiên. Tiêu Phong khoanh chân ngồi trên thuyền hồi lâu, chau mày, rất nhanh từng luồng khí bẩn từ mi tâm của cậu ta bốc ra, hoa văn màu đen kia cũng trực tiếp biến mất. Dựa vào sức mạnh hóa cảnh đỉnh phong của mình, qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng cậu ta cũng đã hóa giải sạch sẽ sát khí xâm lấn trong cơ thể mình. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Phong nhìn về phía Lâm Trung Thiên, mở miệng nói, lần này nếu không phải tôi phản ứng nhanh, thật sự đúng là sẽ rơi vào tay ông, chờ sau khi Lâm Thanh Diện đi ra, chuyện thứ nhất tôi làm chính là giết ông. Lâm Trung Thiên cười cợt, nói, Lâm Thanh Diện cũng đã đi vào trong đó thời gian dài như vậy, rất có thể đã không ra được, các cậu đừng nên lãng phí thời gian ở đây. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy dưới tình huống có sát khí khủng bố như thế tồn tại. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có khả năng kiên trì ở trong đó lâu như vậy. Nhưng Lâm Trung Thiên càng nói Lâm Thanh Diện không ra được, cậu ta lại càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự chết ở bên trong, sao Lâm Trung Thiên lại kiên trì đợi ở đây? Cho nên hai anh em họ định ở chỗ này chờ một thời gian, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự không từ bên trong đi ra, họ sẽ giết Lâm Trung Thiên rồi rời khỏi nơi này. Không bao lâu sau, ba âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân quay đầu nhìn sang phía bên kia thì phát hiện ba thân hình đang xông về phía bên này. Người dẫn đầu chính là Lâm Thanh Diện. Mắt hai người lập tức sáng lên, sau đó Tiêu Phong liếc Lâm Trung Thiên, mở miệng nói, đồ chết tiệt, lại còn muốn lừa chúng tôi, tên nhóc này không phải ra đây sao? Lâm Trung Thiên cũng nhìn lướt qua nơi đó, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Diện sẽ đi ra vào lúc này. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện không sao, trong lòng ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, trong lòng ông lại dâng lên một chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, dưới mặt đất nồng đậm sát khí như vậy thì không ai có thể sống sót được, Lâm Thanh Diện cũng dựa vào khối ngọc bội thần kỳ kia mới có thể không bị sát khí ăn mòn. Vì sao thằng bé lại từ bên trong đi ra, lại còn dẫn theo hai người? Chẳng lẽ hai người kia vẫn luôn sống ở dưới mặt đất? Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này, thực lực của hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Lâm Thanh Diện từ dưới đất ra cũng không chắc có thể chống đỡ được, cho nên ông nhất định phải nhắc nhở Lâm Thanh Diện, để anh rời khỏi nơi này trước. Chẳng bao lâu sau Lâm Thanh Diện liền dẫn Vân Sơn và Tú Nương tới khu vực bọn Lâm Trung Thiên. Khi thấy Lâm Trung Thiên bị trói lại, hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân đứng ở một bên, Lâm Thanh Diện sững sờ. Lâm Trung Thiên vội vàng hét về phía Lâm Thanh Diện, con đi mau. Thực lực của hai người họ vô cùng mạnh, cứ rời khỏi nơi này trước. Không cần phải để ý đến ba. Tiêu Phong cười khẩy nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, lúc này muốn đi e rằng đã chậm. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười trêu tức. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng tìm ra hai người họ có chút khó khăn, không nghĩ tới hai người họ vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lần này cũng giúp anh tiết kiệm được thời gian và sức lực đi tìm. Tôi cũng không nói là muốn đi. Thực tế tôi còn đang tìm hai người, vậy nếu hai người đã chủ động tới chịu chết thì cũng giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền toái. Lâm Thanh Diện mở miệng cười.
Hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân lập tức cười nhạo một tiếng, Tiêu Vân mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, không phải cậu thật sự cho là chúng tôi chỉ có thực lực tông sư cảnh đỉnh phong chứ? Đó chẳng qua là ngụy trang để xua tan sự nghi ngờ của cậu thôi. Chúng tôi có thể coi là đệ tử sớm nhất của sư phụ, thực lực đều đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, cho dù cậu lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng đạt tới thần cảnh, hai người chúng tôi kết hợp cùng nhau thì cậu hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng nào. Lâm Thanh Diện cười cợt, nếu lần này anh không tiếp nhận thành công Thanh Phong truyền thừa thì đúng là anh không phải đối thủ của Tiêu Phong và Tiêu Vân. Nhưng hiện tại anh đã tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa bên cạnh còn có hai vệ sĩ siêu cấp Vân Sơn và Tú Nương tồn tại, hai người hóa cảnh đỉnh phong ở trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Chương 1115, Du Long Thức. Quả thật hai người các anh che giấu đủ sâu, nếu biết trước các anh là loại người mặt người dạ thú này thì lúc trước tôi tuyệt đối sẽ không để các anh ở lại nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện thản nhiên mở miệng. Tiêu Phong cười nhạo một tiếng nói, trên thế giới này ba chữ vô dụng nhất chính là, nếu biết trước, mặc dù bây giờ cậu đã biết, nhưng rốt cuộc vợ cậu cũng không tỉnh lại được nữa, cảm giác này có phải vô cùng khó chịu hay không? Nghe thấy những lời này của cậu ta, sắc mặt Lâm Thanh Diện lập tức trầm xuống, mở miệng nói các anh sẽ chết rất thê thảm. Hiện tại sở dĩ Hứa Bích Hoài hôn mê bất tỉnh chính là vì hai anh em trước mắt này, cho dù Tần Trường Sinh người sai khiến hai người họ làm như thế đã chết thì hai người này cũng được coi là hung thủ chân chính. Hai người họ đã sớm xuất hiện trên sổ đen của Lâm Thanh Diện, bây giờ gặp phải, đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không cho họ bất kỳ đường sống nào. Tiêu Phong và Tiêu Vân đều nhếch miệng. Hiển nhiên cũng không để lời nói của Lâm Thanh Diện vào mắt. Chỉ dựa vào cậu mà muốn giết chúng tôi thì còn kém nhiều lắm. Tiêu Vân hừ lạnh một câu. Lúc này Vân Sơn đi đến sau lưng Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, chủ nhân, cần tôi giúp anh giải quyết hai người này không? Lâm Thanh Diện xua tay, nói, hai người họ để tôi tự mình giải quyết, các người ở bên cạnh xem là được. Hai người này hại Hứa Bích Hoài hôn mê bất tỉnh, đương nhiên anh phải tự tay giết sạch hai người. Vân Sơn thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy thì đành phải khẽ gật đầu, chờ một lúc nếu như Lâm Thanh Diện có nguy hiểm gì thì anh ta và Tú Nương đương nhiên sẽ lao lên giải quyết Tiêu Phong, Tiêu Vân ngay đầu tiên. Lâm Trung Thiên cũng không rõ Lâm Thanh Diện đã trải qua những gì ở dưới đất, cho nên không biết Lâm Thanh Diện có thể đối phó với sự liên thủ của hai người đó hay không, ông tràn đầy lo lắng mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, con đừng kích động, con vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây trước đi, chuyện báo thù có thể để sau này hãy nói. Hiện tại bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lâm Thanh Diện nhìn Lâm Trung Thiên, mở miệng nói, ba yên tâm, hai người họ không làm gì được con. Nói xong, anh quay đầu nói với Vân Sơn, tháo bỏ sợi dây trên người ba tôi ra, bảo vệ ông ấy thật tốt. Vân Sơn lập tức gật đầu, sau đó liền đi về phía Lâm Trung Thiên. Tiêu Phong liếc mắt nhìn Lâm Trung Thiên một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu cậu đã ra tới đây thì ông ta cũng không còn tác dụng gì, trước khi giải quyết cậu. Trước hết tôi để cậu nếm thử cảm giác đánh mất người thân thật sự là như thế nào. Nói xong, cậu ta liền phóng ra một luồng sức mạnh tinh khiết, bắn thẳng đến trên người Lâm Trung Thiên. Nhưng mà luồng sức mạnh kia còn chưa kịp tới trước mặt Lâm Trung Thiên thì một cái tay đã ngăn luồng sức mạnh đó lại. Vân Sơn nghiêng đầu liếc nhìn luồng sức mạnh đánh vào tay mình kia, không hề làm gì mà luồng sức mạnh kia liền biến thành một làn khói, tiêu tán không nhìn thấy. Một đòn dùng toàn lực của Tiêu Phong thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết gì trên tay Vân Sơn. Điều này sao có thể? Tiêu Phong lập tức kinh ngạc thốt lên, nhìn Vân Sơn với vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Vân Sơn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân một câu, nếu không phải do mệnh lệnh của chủ nhân thì hiện tại các người đã chết trên tay tôi. Tiêu Vân đi đến bên cạnh Tiêu Phong, mở miệng hỏi, người kia thực lực thế nào? Sao có thể dựa vào thân thể liền đỡ được một đòn toàn lực của anh? Tiêu Phong híp mắt lại, mở miệng nói, nhìn không ra, nhưng cũng không cần lo lắng quá, có lẽ anh ta chỉ đang gắng gượng chống đỡ thôi, mục tiêu của chúng ta là Lâm Thanh Diện, hiện tại không cần để ý tới những người khác. Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi về phía trước hai bước, kiếm trảm tiên đột nhiên xuất hiện trong tay anh. Các anh yên tâm. Đây là ân oán giữa tôi với các anh, hai người họ sẽ không ra tay. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cho dù các cậu hợp thành một khối thì cũng không phải đối thủ của hai chúng tôi. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, bây giờ nếu mình đúng là thực lực hóa cảnh đỉnh phong, một người đấu với hai người họ quả thật là vô cùng phí công.
nhưng hiện tại thanh kiếm trong tay anh chính là thần kiếm kiếm trảm tiên mà năm đó ma thần Tu La sử dụng, có thanh kiếm này trong tay, đừng nói hai người họ, cho dù là nhiều cao thủ hóa cảnh đến thì Lâm Thanh Diện cũng tự tin có thể chém họ dưới kiếm. Động thủ đi! Lâm Thanh Diện hô một tiếng với hai người, sau đó giơ kiếm trảm tiên lên, tạo tư thế ra chiêu. Hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân cũng không do dự, trực tiếp dùng nội lực biến hóa ra vũ khí cho riêng mình. Hai cây trường thương. Hai người họ là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông, phối hợp với nhau có thể nói là không chê vào đâu được. Hai người họ liên thủ thì cho dù có ba người hóa cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh bại, chứ đừng nói là một mình Lâm Thanh Diện. Hai người đều chĩa trường thương trong tay mình về phía Lâm Thanh Diện, sau đó đồng thanh hét lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, kiếm trong tay hướng thẳng về phía hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân. Một đường kiếm quang kinh động trời đất xuất hiện, trong trời đất tràn ngập kiếm ý, người bình thường như Lâm Trung Thiên nhìn thấy thì không khỏi run lên. Đây chính là thủ đoạn thật sự của Lâm Thanh Diện sao? Nó, vẫn là người sao? Lâm Trung Thiên tự lẩm bẩm. Mặc dù trước đó đã từng thấy sức mạnh của Lâm Thanh Diện nhưng ông chưa bao giờ thấy cao thủ chiến đấu cấp bậc này, cho nên sau khi nhìn thấy đường kiếm kinh động trời đất xuất hiện thì trong lòng tràn đầy kinh hãi. Điều này đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của ông về chiến đấu, xem ra những năm qua ông thật sự vẫn luôn trì trệ không tiến bộ. Thực tế không riêng gì Lâm Trung Thiên khiếp sợ mà ngay cả chính bản thân Lâm Thanh Diện cũng hơi kinh ngạc, vừa rồi chẳng qua anh chỉ đơn giản chém ra một kiếm về phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thanh thế lớn như vậy. Xem ra kiếm trảm tiên hoàn hảo thật sự có thể coi là thứ vũ khí sắc bén trảm tiên trừ ma. Cho dù thực lực không mạnh như vậy thì cầm kiếm trảm tiên cũng có thể phát ra uy lực chấn động trời đất. Hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân đều chau mày, họ không ngờ Lâm Thanh Diện vừa xuất hiện đã sử dụng một chiêu lợi hại như vậy, họ đã dùng tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này của Lâm Thanh Diện. Tiêu Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu đây là vừa ra tay đã dùng đến chiêu lợi hại nhất của mình à? Chẳng lẽ cậu cho rằng như vậy là có thể hù dọa hai chúng tôi? Vừa bắt đầu cậu đã lộ ra lá bài tẩy của mình, trái lại tôi thật sự muốn nhìn một chút tiếp theo cậu muốn đối phó với chúng tôi như thế nào. Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười, không ngờ họ lại cho rằng một đòn bình thường vừa rồi của mình trở thành con át chủ bài. Lúc này trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ tò mò, một đòn bình thường đã có thể có uy lực như vậy, vậy nếu mình thi triển trảm tiên cửu thức một chút thì có thể phóng bao nhiêu uy lực. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện trực tiếp dựa theo ký ức trong đầu mình. Bắt đầu thi triển chiêu thức thứ nhất của trảm tiên cửu thức theo từng bước một. Mặc dù với thực lực của anh bây giờ, muốn thật sự thi triển chiêu thức này vẫn còn chút khó khăn, nhưng cho dù chỉ phát huy được một nửa sức mạnh thì hẳn là cũng có thể giải quyết được hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân. Một đường lại một đường kiếm ý lần lượt ngưng tụ trên thân kiếm trảm tiên, trong nháy mắt, kiếm ý trên thân kiếm trảm tiên đã biến thành một loại kinh khủng. Tiếp theo Lâm Thanh Diện trực tiếp phóng ra những kiếm ý này và bay về phía Tiêu Phong, Tiêu Vân. Đây mới là con át chủ bài thật sự của tôi. Du Long thức. Chương 1116, kiếm ý Du Long. Trong thoáng chốc, toàn bộ trời đất đều có chút mờ mịt. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên từng cơn, tiếp theo một con thần long được tạo thành bởi kiếm ý ngưng tụ xuất hiện ở giữa trời đất này, khiến tất cả mọi người nhìn ngây người. Hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân từ đi khi đi theo Tần Trường Sinh đến nay chưa bao giờ thấy công kích có thanh thế lớn như vậy. Hơn nữa cũng chưa từng thấy có ai có thể làm kiếm ý ngưng tụ thành một con rồng. Họ đều cho rằng đạo kiếm quang trước đó Lâm Thanh Diện phóng ra kia đã là công kích mạnh nhất của anh, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Diện còn có thể phóng ra chiêu thức khủng bố như vậy. Thần long này do kiếm ý ngưng tụ mà thành, e rằng có thể so sánh với uy lực của hàng trăm hàng nghìn đường kiếm quang hội tụ lại với nhau. Trong lòng hai người sinh ra một tia sợ hãi. Họ đều hiểu rõ họ hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào có thể thoát khỏi kiếm ý Du Long này. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ được là chiêu thức thứ nhất của trảm tiên cửu thức đã có uy lực khủng bố như vậy, với lại dựa vào suy đoán của Lâm Thanh Diện thì hiện tại anh hẳn là chỉ là phát huy được một nửa uy lực của Du Long thức. Vậy nếu phát huy được hết toàn bộ uy lực của Du Long thức thì ước chừng toàn bộ quan lĩnh sẽ phải xây dựng lại. Anh lập tức nhìn Vân Sơn và Tú Nương một cái, trực tiếp thông qua ý niệm, truyền cho hai người một mệnh lệnh. Mau dẫn ba tôi và thuộc hạ của ông rời khỏi nơi này. Vân Sơn và Tú Nương không chút do dự, bắt đầu di chuyển, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy từng vệt tàn ảnh. Trong chớp mắt,
Vân Sơn và Tú Nương đã dẫn Lâm Trung Thiên cùng với mấy tên thuộc hạ kia rời khỏi phạm vi công kích của Du Long Thức. Lâm Thanh Diện như một vị thẩm phán nhìn chằm chằm hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân đã bị bao phủ dưới kiếm ý Du Long. Giờ này phút này, trong mắt Lâm Thanh Diện họ đã trở thành người chết. Sau khi hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân lấy lại tinh thần từ trong chấn động cũng ý thức được dựa vào thực lực của họ thì hoàn toàn không có khả năng chống lại được sự công kích của kiếm ý Du Long này, trước mắt họ chỉ còn lại một con đường, đó là chạy trốn. Anh hai, chúng ta làm thế nào bây giờ? Sự công kích của tên nhóc này thật sự quá mức kinh khủng, dựa vào thực lực của chúng ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Tiêu Vân run giọng nói. Tiêu Phong cũng hít sâu một hơi, nói chuyện đến nước này thì chỉ có thể chạy trốn trước. Thật sự không biết rốt cuộc tên nhóc này sao lại làm được như vậy, rõ ràng cậu ta chỉ có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, lại có thể phóng ra công kích khủng bố như vậy, loại công kích cấp độ này, e rằng cũng chỉ có cao thủ thần cảnh mới có thể làm được. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mau chạy đi anh cả. Tiêu Vân sốt ruột nói một câu với Tiêu Phong, sau đó túm lấy cậu ta nhanh chóng chạy trốn ra xa. Lâm Thanh Diện thấy thế thì trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khẩy. Nói các anh cho rằng đã đến mức này rồi còn trốn được sao? Anh vừa dứt lời thì tốc độ của kiếm ý Du Long đột nhiên tăng lên, phi thẳng về phía hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân. Thân thể hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân trực tiếp bị kiếm ý Du Long bao phủ, ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bầu trời quan lĩnh. Một lúc lâu sau, uy lực của kiếm ý Du Long tiêu tán, bóng dáng hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân hiện ra, hai người đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, như là hóa đá. Lâm Thanh Diện nhanh chóng đi tới đó, đi đến trước mặt hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân, liếc nhìn trên thân hai người họ. Chỉ thấy lúc này hai người họ toàn thân cao thấp đều bị kiếm ý cắt ra từng lỗ nhỏ, chi chít chằng chịt, khoảng chừng hơn vạn vết, máu không ngừng chảy ra, trong nháy mắt hai người trở thành hai người máu, đáng sợ dị thường. Chương 1117, Phúc lớn mạng lớn. Tiêu Vân ngã xuống, cả người anh ta ngã xuống đất, mềm nhũn, toàn bộ khung xương giống như nát vụn. Lâm Thanh Diện dùng thần niệm quan sát, phát hiện anh ta đang hấp hối, không còn chút sinh khí. Còn Tiêu Phong, vẫn còn hơi thở cuối cùng, nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi chuyện này, tại sao lại thế này? Tại sao đòn tấn công của anh lại kinh khủng như vậy? Lâm Thanh Diện mỉm cười, sau khi xem xét kiếm trảm tiên trong tay, liền nói, có lẽ là do thanh kiếm trong tay của tôi, trước đây từng trảm tiên. Sau đó... Lâm Thanh Diện nhìn Tiêu Phong nói, nếu bây giờ cậu giao thuốc giải của thiên độc đan ra, tôi có thể tha mạng cho cậu, bằng không, cậu sẽ không bao giờ thấy mặt trời ngày mai. Tiêu Phong cười nói, cho dù tôi có thuốc giải của thiên độc đan, tôi cũng không đưa cho anh, em trai tôi đã chết trong tay anh, tôi còn sợ chết sao? Hơn nữa tôi báo cho anh biết, thiên độc đan, không có thuốc giải của nó, chỉ có ở thương nguyên giới, anh muốn cứu vợ anh ư, đừng có nằm mơ. Lâm Thanh Diện. Tôi chết cũng không sao, vợ anh chỉ có thể ở trong trạng thái sống dở chết dở thôi, cô ta sẽ không chết bất chợt, nhưng anh cũng không có cách cứu sống cô ta, cảm giác đó, có phải rất khó chịu không? Cả đời này, anh sẽ vĩnh viễn sống trong sự tra tấn này. Lâm Thanh Diện mặt biến sắc, sau khi nghe Tiêu Phong nói xong, dùng kiếm trảm tiên đâm xuyên tim hắn. Vừa rồi anh đã kiểm tra bằng thần niệm, trên người hai anh em này đều không có thứ gì tương tự như đan dược. Điều đó có nghĩa là bọn họ không có thuốc giải của thiên độc đan. Cho dù có giữ lại Tiêu Phong, hắn ta cũng không thể giao cho mình thuốc giải thiên độc đan, dựa vào những gì anh ta biết về Tần Trường Sinh, xác suất hai người bọn họ có thuốc giải thiên độc đan là cực kỳ thấp. Sau khi rút kiếm trảm tiên khỏi người Tiêu Phong, hắn ta giống như Tiêu Vân, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, không còn chút sinh khí. Và trên kiếm trảm tiên cũng không có một giọt máu của Tiêu Phong, dường như máu của người phàm. Không xứng đáng lưu lại trên đó. Sau khi giải quyết xong hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân, Lâm Thanh Diện bèn vội vã đi về hướng nơi ở của Lâm Trung Thiên. Lúc này trong cơ thể Lâm Thanh Diện cảm nhận yếu đi, chiêu thức vừa rồi quả thực rất mạnh, trực tiếp rút hết toàn bộ sức mạnh của Lâm Thanh Diện. Ở trong trạng thái như vậy, đừng nói là tiếp tục chiến đấu, ngay cả đi bộ cũng tốn sức. Lâm Trung Thiên lúc này còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện. Liền hỏi ngay con không sao chứ? Lâm Thanh Diện cười lắc đầu nói, con không sao, khiến ba lo lắng rồi. Lâm Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, con không sao là tốt rồi, con ở trong đó quá lâu không ra, ba còn tưởng con không sao là tốt rồi. Lâm Thanh Diện cũng cười nói, con của ba phúc lớn mạng lớn, không dễ chết như vậy đâu.
Lâm Trung Thiên cười lớn và nói, ba cũng nghĩ như vậy, con trai ba phúc lớn mạng lớn, ai chết chứ nó chắc chắn không sao. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi, lần này con đã thu hoạch được rất nhiều thứ ở bên trong, con cần thời gian để tiêu hóa chúng. Lâm Thanh Diện nói. Nói xong, mọi người đi về phía biệt thự quan lĩnh. Trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, lần này không là gì cả, sau này anh còn phải đi đến những bí cảnh để tìm kiếm dược liệu. Cuộc hành trình của anh chỉ mới bắt đầu. Chương 1118, thành phố Bạch Sơn. Trong một khách sạn ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Vân Bắc. Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, tụ linh ngọc để trước mặt, linh khí trong đó bốc lên liên tục, tất cả đều hút vào cơ thể Lâm Thanh Diện. Lúc này, Vân Sơn và Tú Nương đang tò mò nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ. Bọn họ ở dưới lòng đất đã 5.000 năm, dĩ nhiên không biết thế giới hiện tại trở nên như thế nào. Cho nên sau khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng kia, cùng xe bốn bánh bên ngoài, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng thế giới cạn kiệt linh khí lại phát triển như vậy, giờ cả thế giới đang hết sức sùng bái một thứ gọi là khoa học và công nghệ, và mọi thứ trên thế giới này đều được phát triển bởi khoa học và công nghệ. Mặc dù trong mắt họ, những thứ này kém xa so với các loại pháp thuật ở trong thời kỳ linh khí ngập tràn, nhưng chúng cũng đủ để khơi dậy hứng thú của họ. Lâm Thanh Diện lúc này đang tu luyện tu la thần thể, anh căn cứ theo pháp tu la thần thể, huy động sức mạnh trong cơ thể, để những sức mạnh này tôi luyện cơ thịt trong người anh. Đồng thời anh cũng hấp thụ linh khí từ tụ linh ngọc, để bổ sung sức mạnh cho cơ thể và hình thành thế cân bằng. Phải nói dựa vào linh khí để tu luyện, quả thực nhanh hơn rất nhiều so với đánh thức tiềm năng trong cơ thể. Sau khi Lâm Thanh Diện cảm nhận được sự kỳ diệu của linh khí, trong lòng anh rốt cuộc hiểu được tại sao dựa vào linh khí lại khiến cho người tu luyện gia tăng thực lực bản thân mạnh mẽ như vậy. Chút sức mạnh được tu luyện thông qua đánh thức tiềm năng bản thân, thực sự quá nhỏ bé, khi ở trước mặt của linh khí vĩ đại. Vào lúc này trên cánh tay của Lâm Thanh Diện có một hoa văn hình ngôi sao ẩn ẩn hiện hiện, phía trên hoa văn này tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra một góc ngôi sao đã được thắp sáng. Đây chính là dấu hiệu Lâm Thanh Diện đã nhập môn tu la thần thể. Sau khi năm góc của ngôi sao này đều được thắp sáng, chính là lúc Lâm Thanh Diện luyện xong tầng đầu tiên của tu la thần thể. Khi đó, anh sẽ có được tu la thể một sao, nếu không cần giải phóng bất kỳ sức mạnh nào, Lâm Thanh Diện dự đoán tu la thể một sao có thể chống lại sức mạnh của một khẩu súng bắn tỉa. Cho dù bây giờ Lâm Thanh Diện đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, anh cũng chỉ có thể chắn chắn bản thân có thể chống lại sức mạnh của súng lục hoặc súng tiểu liên, súng bắn tỉa thì anh không chắc. Nhưng có được tu la thể một sao, dù không làm gì, anh cũng có đủ tự tin bắt được viên đạn từ súng bắn tỉa. Đủ để thấy sự lợi hại của tu la thần thể. Thậm chí Lâm Thanh Diện còn cảm thấy nếu bản thân luyện đến tầng cao của tu la thần thể, cho dù đứng yên cho người khác đánh, người đó cũng không thể làm anh ta nhúc nhích. Và lý do tại sao anh xuất hiện ở tỉnh Vân Bắc, dĩ nhiên là tìm bí cảnh. Sau khi giải quyết xong hai người Tiêu Phong và Tiêu Vân ở quan lĩnh, anh đã nghỉ ngơi vài ngày ở quan lĩnh, sau đó từ giã Lâm Trung Thiên, và bước vào hành trình tìm kiếm bí cảnh. Mặc dù quá trình phát độc của thiên độc đan khá dài, nhưng Hứa Bích Hoài hôn mê thêm một ngày, thì lòng Lâm Thanh Diện đau thêm một ngày, vì vậy anh phải tìm ra thuốc giải càng sớm càng tốt. Vì vậy, sau khi giải thích ngắn gọn một số chuyện với Lâm Trung Thiên, anh ta đã đến tỉnh Vân Bắc. Sau khi bản đồ về bí cảnh được Thanh Phong sửa lại, không chỉ vị trí phía trên trở nên chính xác hơn, mà Thanh Phong còn đánh dấu mức độ nguy hiểm của những bí cảnh này. Lâm Thanh Diện đã xem xét tất cả những bí cảnh đó, và thấy rằng với thực lực của mình hiện tại, một nơi cũng không tiếp cận được. Bí cảnh đơn giản nhất, cũng cần có khả năng thông huyền cảnh thấp nhất, mới có tỷ lệ sống sót 3%. Thông huyền cảnh, là thần cảnh. Lâm Thanh Diện lúc này chỉ đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, còn cách thần cảnh một bước, cho nên tự nhiên không thể đi tới bất kỳ bí cảnh nào. Tuy nhiên, sau khi nhận được những gì Thanh Phong truyền lại, Lâm Thanh Diện ước tính rằng nếu anh rút tấm bài cuối cùng ra, thì việc giết chết thần cảnh không phải là chuyện quá khó. Và với sự trợ giúp của tụ linh ngọc, anh cảm thấy khoảng cách bản thân có thể đột phá thần cảnh đã không còn xa. Vì vậy, anh khởi hành đến bí cảnh đơn giản nhất trong mắt Thanh Phong, chính là nơi mà anh đang ở bây giờ. Anh dự định sẽ tìm hiểu nơi này trước, nếu có cơ hội, đương nhiên phải nhanh chóng nắm bắt. Cho nên việc cấp bách nhất bây giờ chính là nâng cao thực lực của bản thân, dù sao thì bí cảnh ở tỉnh Vân Bắc này là đơn giản nhất trên bản đồ, nhưng cho dù như vậy, dù thần cảnh vào đây, tỷ lệ sống sót cũng chỉ có 30%.
anh nhất định phải gia tăng quân bài trong tay trước khi tiến vào, chỉ có cách này, anh mới có thể sống sót bước ra từ bí cảnh. Thành phố Bạch Sơn là một thành phố ở góc của tỉnh Vân Bắc, ở đây tập trung rất nhiều dân tộc thiểu số, tuy vẫn giữ được một số truyền thống cổ xưa, nhưng với sự phát triển của đất nước, chỗ này cũng đã phát triển thành một thành phố hiện đại, những thứ cần có không thiếu thứ nào. Theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ, bí cảnh tồn tại trong khu đô thị của thành phố Bạch Sơn. Còn vị trí cụ thể của bí cảnh này và Lâm Thanh Diện vào đó như thế nào, hiện tại còn là ẩn số, chuyện này anh phải tìm manh mối từ từ. Rất lâu sau, Lâm Thanh Diện tu luyện xong, ngôi sao năm cánh trên cánh tay cũng từ từ biến mất, anh mở mắt, và bước xuống giường. Anh nhìn thấy Vân Sơn và Tú Nương đang ở cạnh cửa sổ nhìn đăm chiêu ra ngoài đường, anh nở nụ cười và nói, đi thôi, tôi dẫn hai người đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, hai người mặc vậy hoài, không khéo bị người ta hiểu lầm đang đóng phim. Sau khi nghe những lời của Lâm Thanh Diện, Tú Nương lộ vẻ phấn khích ngay. Cô ta cứ tưởng quần áo trên người mình rất đẹp, cho nên không muốn đổi, nhưng sau khi đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài, nhìn thấy những bộ đồ mà các cô gái xinh đẹp kia mặc trên người, cô ta liền chột dạ, luôn chờ đợi Lâm Thanh Diện dẫn cô ta đi mua quần áo. Còn Vân Sơn thì không thích thú mấy, chỉ cần có thứ gì đó để mặc, đối với ông ta là đủ. Chủ nhân, tôi muốn mua rất nhiều quần áo đẹp, nhưng tôi không có tiền mà người hay nói, làm sao bây giờ? Tú Nương hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, cô không có nhưng ta có, trên người ta không có thứ gì nhiều ngoài tiền, cô muốn mua bao nhiêu tùy ý. Tú Nương hét lên đầy phấn khích, sau đó chạy đến chỗ Lâm Thanh Diện, ôm lấy anh và hôn lên mặt anh. Chủ nhân, người tốt nhất trên đời, tối nay Tú Nương hầu hạ tốt cho chủ nhân cho ngủ tốt. Lâm Thanh Diện liền ngại ngùng nói, sau này cho dù xúc động như thế nào, cũng không được phép chạy đến hôn ta, hơn nữa buổi tối ta ngủ không cần người hầu hạ, nghe chưa? Tú Nương như phải gánh chịu nỗi ấm ức lớn, liền nói the thé với Lâm Thanh Diện, chủ nhân, Tú Nương biết lỗi rồi, sau này Tú Nương không dám như vậy nữa. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta một cách bất lực, thầm nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ điều Tú Nương đi nơi khác, nếu không thời gian quá lâu, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Chương 1119, dẫn Tú Nương dạo phố. Trung tâm thương mại thành phố Bạch Sơn. Lâm Thanh Diện dẫn Tú Nương và Vân Sơn hai người họ vào trung tâm thương mại, bên trong trưng bày đủ loại các mặt hàng khiến hai người họ hoa mắt, Tú Nương thỉnh thoảng thở dài, muốn khiêng hết tất cả những món đồ bày bán trong trung tâm về nhà. Mà sau khi Tú Nương xuất hiện ở trong trung tâm, liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đó. Cô ta quả thực rất xinh đẹp, thân hình cũng quá hoàn hảo. Cộng với bộ đồ trên người có chút lộ liễu kỳ quái, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta, đều không thể rời xa tầm mắt. Lâm Thanh Diện sau khi thấy phản ứng của mọi người xung quanh, liền có chút đau đầu, anh sớm đã đoán được để Tú Nương bên cạnh thì sẽ gặp phải phản ứng lớn như thế nào, nhưng không ngờ phản ứng này lại hết sức tưởng tượng như vậy. Ngay lúc Lâm Thanh Diện định nhanh chóng dẫn hai người họ đi mua quần áo, sau đó nhanh chóng rời khỏi, có một người mặc áo vest trắng, vẻ ngoài hơn 30 tuổi, dáng vẻ điềm đạm. Đi đến trước mắt họ. Miệng của người đàn ông này đang cắn một cành hoa hồng, nhìn là biết, anh ta đến vì Tú Nương. Anh ta đi đến trước mặt Tú Nương, nháy nháy mắt với Tú Nương, sau đó mở miệng nói, người đẹp, gặp nhau do duyên, cành hoa hồng này tặng cho em, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như em, mới sánh với hoa hồng kiêu sa và quý phái này. Tú Nương nhìn người đàn ông đó một cái, quay sang hỏi Lâm Thanh Diệt, chủ nhân, người này muốn tặng bông cho tôi có nên nhận không? Người đàn ông mặc vest trắng nghe thấy Tú Nương gọi Lâm Thanh Diện như vậy, liền lập tức mở to mắt, trong lòng nghĩ bọn họ chơi lớn như vậy à, gọi luôn là chủ nhân. Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông cạn lời, lúc nãy những lời tình tứ mà anh ta nói ra khiến anh nổi da gà. Anh lắc đầu với Tú Nương, nói chúng ta còn phải đi mua quần áo, sau này gặp những người này tránh xa một chút, không nên tin những lời ong bướm mà họ nói. Tú Nương gật đầu ngay, vậy chúng ta đi mua quần áo thôi. Người đàn ông vest trắng nghe họ nói như vậy, trong lòng có chút không vui, liền nói với Lâm Thanh Diện, tên này, chẳng lẽ anh không biết thế giới này nói chuyện với nhau bằng thực lực à? Người đẹp này, chỉ có kẻ mạnh mới xứng, anh ăn mặc nghèo nàn như vậy, nhìn là biết không có tiền, anh có thể mua được quần áo gì cho người đẹp này chứ? Nói xong, anh ta nhìn Tú Nương, người đẹp, đi theo anh đi, trong thẻ anh có tiền, cho dù em muốn mua quần áo gì, anh cũng sẽ mua cho em. Tú Nương liếc người đàn ông đó một cái, và nói, chủ nhân tôi nói rồi, kêu tôi tránh xa loại người như anh mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.
Người đàn ông vest trắng không ngờ bản thân dùng tiền không thể thay đổi suy nghĩ của cô gái này, trong lòng càng sốt ruột. Người đẹp, em theo tên này sẽ không có ngày tháng tốt đẹp, anh ta sẽ bắt em chịu khổ, như vậy mà em cũng gọi anh ta là chủ nhân, em quả thật khờ quá. Người đàn ông vest trắng nói tiếp. Lâm Thanh Diện thấy người đàn ông này dây dưa không dứt, càng cạn lời, liền lấy điện thoại ra, tìm đoạn tin nhắn gửi từ ngân hàng, đưa trước mặt của người đàn ông này. Này xem cho rõ, tôi nuôi nổi cô ta không? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, trong lòng nghĩ xem như thế nào thì tên này tiền cũng không nhiều. Anh ta hướng mắt về tin nhắn đó, sau khi nhìn thấy loạt dãy số dài, cả người đơ cứng. Chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Mắt của người đàn ông trợn tròn, xém chút nữa là con ngươi lòi ra. Anh ta không tin vào mắt mình nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không thể tin được, trong thẻ của anh ta, lại có số dư khủng như vậy. Số tiền trong thẻ của anh ta, e là gần bằng với GDP nửa năm của thành phố Bạch Sơn. Sao lại có thể, sao anh có nhiều tiền như vậy? Người đàn ông vest trắng không tin mở miệng hỏi. Sao nào, do các công ty của tôi kiếm được, có vấn đề gì không? Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông vest trắng và nói. Người đàn ông nhanh chóng trả lời, không vấn đề gì. Không có vấn đề thì đừng làm phiền chúng tôi nữa, tính khí tôi không tốt lắm, nếu tôi nổi giận, anh sẽ gánh hậu quả. Lâm Thanh Diện dọa nạt. Người đàn ông vest liền gật đầu lia lịa, nhanh nhỏ nói, anh hai, thực sự xin lỗi, là tôi bị mù, không nhận ra anh giàu có như vậy, anh quả là quá khiêm tốn, hèn gì tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, tôi bảo đảm sau này không làm phiền hai người nữa. Nói xong, anh ta mau chóng quay người, đi vội vã. Lúc này Lâm Thanh Diện mới cất điện thoại vào trong lòng nghĩ bản thân có lúc quả thực rất khiêm tốn, kiêu ngạo một chút có lẽ sẽ ít chuyện phiền phức hơn. Anh nhìn Vân Sơn và Tú Nương, liền dẫn bọn họ đi tới khu quần áo. Vân Sơn không có yêu cầu quá cao với quần áo của mình, Lâm Thanh Diện lựa vài bộ đồ tây cho ông ta đã cảm thấy mãn nguyện. Lâm Thanh Diện bảo ông ta thử một bộ, dáng người cao to kèm với khuôn mặt lạnh lùng của Vân Sơn, nếu có thêm một cặp kính, thì nhìn y như một vệ sĩ chuyên nghiệp. Còn Tú Nương thì không dễ dãi như Vân Sơn, cô chưa từng thấy qua quần áo của con gái thời hiện đại, cho nên thấy cái nào, đều cảm thấy rất đẹp. Lâm Thanh Diện chỉ còn cách dựa vào khiếu thẩm mỹ của bản thân loại trừ một số cho Tú Nương, nếu không, e là Tú Nương sẽ khiêng cả trung tâm thương mại này về nhà. Bọn họ xem nhiều tiệm, Tú Nương không ngừng thử đồ, Vân Sơn phụ trách xách đồ, Lâm Thanh Diện trả tiền. Ba người phân chia công việc rõ ràng, không ai có ý kiến gì. Thậm chí Lâm Thanh Diện còn có cảm giác anh và Vân Sơn là vệ sĩ, còn Tú Nương mới là chủ nhân của bọn họ. Hơn nữa anh cũng phát hiện một sự thật không thể chối cãi, một người phụ nữ, cho dù sinh ra ở thời hiện đại, hay là sinh ra vào 5.000 năm trước, dạo phố, luôn là chuyện họ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Không lâu sau, ba người đến tiệm hàng hiệu cuối cùng trong trung tâm, Tú Nương vừa bước vào, ánh mắt của cô đã đổ dồn vào chiếc đầm đặt ngay giữa tiệm. Tú Nương liền chạy ngay về phía chiếc đầm đó và nói, chủ nhân, người mau qua xem chiếc đầm này, đẹp quá nè, mua cho tôi được không? Nhân viên bán hàng trong tiệm nghe Tú Nương nói vậy, lập tức dồn ánh nhìn về phía của Lâm Thanh Diện và Tú Nương, dường như do cách gọi chủ nhân, khiến họ cảm thấy có chút kỳ quặc. Lâm Thanh Diện ngại ngùng, nhanh chóng đi về hướng Tú Nương nói, chiếc đầm này ta mua cho cô, từ chủ nhân này, đến thời hiện đại, chỉ xuất hiện ở trong trường hợp đặc biệt, cô đừng để người khác hiểu lầm ta. Tú Nương cười cười nói, dạ biết rồi, chủ nhân. Lâm Thanh Diện cạn lời, cảm thấy bản thân nói như không nói. Ngay lúc Tú Nương định đem chiếc đầm đi thử, một cô gái vẻ mặt lạnh lùng cao sang, theo sau có hai cô như người hầu đi cùng, nhìn chiếc đầm liền nói, chiếc đầm này tôi mua, gói lại cho tôi. Chương 1120, cô Lưu. Nhân viên kia sau khi thấy cô gái này, sắc mặt liền thay đổi, nhanh nhỏ nói, dạ, là cô Lưu ạ, cô đợi một chút ạ, tôi đi gói chiếc đầm cho cô ngay. Lúc này những người đang xem quần áo trong tiệm nghe thấy hai chữ cô Lưu xong, ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Đồ cũng không thử, liền nhanh chóng rời khỏi. Lâm Thanh Diện nhìn cô gái này với ánh mắt nghi hoặc, trên người cô ta có chút ma mị, có vẻ như cô gái đứng ở đâu, ở đó sẽ trở thành một nơi u ám. Tú Nương không quan tâm cô gái này là ai, cô chỉ biết cô ta cũng thích chiếc đầm kia, hơn nữa nhân viên còn hứa gói lại cho cô ta. Cô tức tối nói, chiếc đầm này rõ ràng là tôi thấy nó trước, cô dựa vào đâu mà kêu gói lại thì gói lại,
đầm này tôi cũng muốn mua, theo nguyên tắc trước sau, nó thuộc về tôi mới đúng. Cô gái đó quay đầu nhìn Tú Nương, khuôn mặt nở nụ cười khinh thường và nói, cô có biết tôi là ai không? Dám giành đồ với tôi. Tú Nương ngẩng cao đầu và nói, tôi mặc kệ cô là ai, tôi chỉ biết chiếc đầm này đáng ra thuộc về tôi, cho dù cô là ai, cũng phải tuân thủ nguyên tắc trước sau. Người nhân viên nghe Tú Nương nói vậy, khuôn mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy, cô à, hay là cô nhường chiếc này cho cô lưu đi, đồ của cô ta, không giành được. Tú Nương cau mày nói, chiếc đầm này rõ ràng là tôi thấy trước, sao lại biến thành tôi giành của cô ta? Chẳng lẽ người hiện đại mấy người, đều không nói phải trái sao? Nhân viên nghe Tú Nương nói vậy, ai cũng lo lắng, nhất thời không biết xử trí thế nào. Lúc này một nhân viên khác nhìn Lâm Thanh Diện, biết Lâm Thanh Diện là chủ nhân trong ba người họ, kéo Lâm Thanh Diện qua một bên. Cậu à, nếu tôi đoán không lầm, ba người các cậu là người ngoại tỉnh đúng không? Nhân viên hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Mấy người là dân ngoại tỉnh, cho nên không biết rõ tình hình, cô gái kia là ôn thần nổi tiếng ở thành phố Bạch Sơn, cô ta là con gái út nhà họ Lưu, không biết bị chúng ta gì, mà ai từng tiếp xúc với cô ta, cũng sẽ gặp bất hạnh, cho nên người dân của thành phố Bạch Sơn gặp cô ta, ai cũng tránh xa, tôi khuyên mấy người đừng tranh giành với cô ta, để cô ta nhanh chóng đem chiếc đầm đó rời khỏi chỗ này, chúng tôi cũng sợ chết khiếp nè. Nhân viên giải thích. Nghe nhân viên nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện hơi tò mò về cô gái họ Lưu này. Không ngờ cô gái này lại là ôn thần nổi tiếng ở thành phố Bạch Sơn. Chính vì như vậy khiến cho Lâm Thanh Diện hơi đồng cảm với cô ta, dù gì thì năm đó Lâm Thanh Diện cũng làm tên vô dụng nổi tiếng mấy năm ở Hồng Thành. Chỉ là tình trạng của cô Lưu này tốt hơn anh nhiều, mọi người chỉ sợ cô ta, cho nên không dám tiếp xúc nhiều với cô ta thôi. Lâm Thanh Diện giải phóng thần niệm của bản thân ra, vây cô Lưu đó, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên người cô gái này không có gì đặc biệt. Chỉ là trên người cô ta có đeo một túi thơm, khiến cho Lâm Thanh Dương chau mày. Trên chiếc túi thơm đó có một hắc khí vây bám xung quanh, khiến cho cô gái này trên người tỏa ra một mùi mốc. Sau khi được Thanh Phong truyền thừa, Lâm Thanh Diện mới biết được, trên đời này quả thực có thứ gọi là phong thủy huyền học. Có lúc dựa vào ngoại lực, có thể thay đổi vận mệnh của một người. Như cô gái họ Lưu này đang đeo một chiếc túi thơm, trên đó bốc ra một loại mùi mốc, khiến cô ta dễ dàng thu hút xui xẻo. Nhân viên tiệm này cũng nói ai tiếp xúc qua với cô Lưu đều gặp bất hạnh, e là do chiếc túi thơm này gây ra. Lâm Thanh Diện thử dùng thần niệm của bản thân xâm nhập vào chiếc túi thơm này, điều tra bên trong chiếc túi này chứa gì. Nhưng gặp phải sức mạnh tà ma đánh trả, khiến anh không thể nhìn rõ bên trong chiếc túi rốt cuộc có gì. Chuyện này càng khiến Lâm Thanh Diện thích thú với cô gái này, muốn biết tại sao trên người cô ta lại có chiếc túi thơm này. Hơn nữa bản thân cô ta dường như không biết chiếc túi này gây hại cho cô ta như thế nào. Anh nhìn nhân viên đó cười cười và nói, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng chiếc đầm đó đúng là chúng tôi đã chọn trước, Tú Nương nhất định sẽ không dễ nhường nhịn như vậy, nên không cần mọi người bận tâm. Anh không lo lắng sau khi Tú Nương tiếp xúc với cô Lưu đó sẽ gặp phải bất hạnh, vận may, chỉ xảy ra trên thân thể của con người. Tú Nương và Vân Sơn bản chất là con rối, phong thủy huyền học không tác động được bọn họ. Nhân viên thấy Lâm Thanh Diện cố chấp như vậy, cũng không biết nói gì, cô ta cũng không định can thiệp chuyện này, suy cho cùng người gặp xui xẻo không phải mình, bọn họ muốn làm gì thì làm. Sau đó cô ta nhanh chóng núp vào trong góc, không dám đến gần cô Lưu nửa bước. Cô Lưu nhìn Tú Nương trước mặt, trước giờ, không ai dám nói chuyện với cô ta, tuy rằng Tú Nương tranh giành với cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy khá vui. Bình thường ở nhà, ai cũng tránh xa cô ta. Thậm chí nói thêm vài câu với cô ta cũng không chịu, tất cả mọi người đều xem cô ta là ôn thần, cho nên gặp phải người không e sợ cô ta cũng cảm thấy thích thú. Cô ta liếc nhìn Tú Nương, ở thành phố Bạch Sơn này, ai cũng sợ tôi vô cùng, vì ai từng tiếp xúc với tôi, sau cùng đều gặp tai họa. Có nhìn thấy hai người đi theo sau tôi không? Bọn họ mới theo tôi hai ngày trước, hai người theo tôi trước đó, một người thì gặp tai nạn giao thông, một người thì bị gãy chân. Bọn người hầu như họ, tôi đã đổi hơn cả trăm người. Sắc mặt của hai người hầu lộ ra chút khó xử, nhà họ Lưu quyền uy, bọn họ vì kế sinh nhai, cho dù không muốn, cũng phải theo hầu cô Lưu. Cho nên cô chắc chắn muốn giành chiếc đầm này với tôi. Tú Nương không hề để tâm tới những lời cô Lưu nói, cô sống hơn 5.000 năm, có chuyện ly kỳ cổ quái nào chưa gặp qua, loại người khiến người khác gặp xui xẻo như cô Lưu, trong trải nghiệm của cô, đếm không xuể. Cô chỉ là xui xẻo hơn người khác chút thôi,
liên quan gì đến chuyện tôi thích chiếc đầm này? Tú nương trả lời với vẻ mặt thờ ơ. Cô Lưu kinh ngạc, trước giờ cô chưa từng nghĩ, lại có người cho rằng cô ta xui xẻo hơn người khác chút thôi, trước đây ai cũng cho rằng cô ta là quái vật. Rất nhanh, khuôn mặt cô ta lộ ra nụ cười mãn nguyện, được rồi, vậy chiếc đầm này nhường cho cô. Tú nương sảng khoái nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói, chủ nhân, mau trả tiền cho tôi, bây giờ tôi phải đi thử chiếc đầm này. Lâm Thanh Diện cạn lời, đi đến quầy thu ngân thanh toán, sau đó quay sang nhìn cô Lưu và nói, không biết cô Lưu có nể mặt trò chuyện một lát không? Tôi rất hứng thú với chuyện của cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1120.